Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Và như thường lệ, chương trình Táo Quân xin được hân hạnh mang đến cho quý vị và các bạn một bức tranh nhiều màu sắc về cuộc sống quanh ta trong một năm qua. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn sự yêu mến của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình Táo Quân và hy vọng Táo Quân 2015 tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn, đặc biệt khi chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ hài đến từ phương Nam nắng ấm. Và bây giờ, chương trình Táo Quân 2015 xin phép được bắt đầu. Nick chúc mừng năm mới. Nick hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Gọi thành thang mây trời, giọt sương mùa xuân gọi lòng lanh mặt ngời. Thiên nhiên đang gọi mùa xuân tới, em trông đất trời xuân phơi phới. Lời ca giọt sương mùa xuân gọi lòng lanh mắt người. Em trông muôn ngàn nụ xuân hé, ai ngăn nổi mùa xuân tới. Rượu nâng đầy vơi cạn men đắm say, mùa xuân ngất ngây.
quá. Tưởng ai hát hóa ra là Tùng Dương. Hay rồi, ôi năm nay tổng kết cuối năm Ngọc Hoàng lại cho mời lên hát. Này thế... mừng tuổi. Thế năm nay lên bằng cái gì mà nhanh hơn cả các táo đấy? Là được biết là Thiên Đình mới mở tuyến cáp treo. Thành ra là Tùng Dương là đi bằng cáp treo cho nó an toàn. Đúng rồi. Cáp treo của Thiên Đình mới làm đẹp lắm, mát lắm. Thôi bây giờ em phải đi chạy show tiếp nhỉ. Cái này em phải vào chầu đây, giải các táo, hạ cá chung cho được. Vâng. Ơi, cái gì đấy? Này. Hả? Ôi trời ơi. Choáng à? Này, các táo ơi. Thế sao mỗi một năm Ngọc Hoàng triệu mình lên trên đại chầu, cứ mỗi năm ở một chỗ khác nhau hay sao? Không ai đón vào à? Mà bây giờ, sao giờ này vẫn lắng nghe vắng mắt như vậy? Không đón thì ai làm sao? Bảo thì xin quá. Chào con, mừng táo lên đây. Đây rồi. Bỏ cá vào đây. Mình chính trợ lý Thiên Lôi. Hello. Thằng kia mày ốm đâu ra, mặt mũi thật kinh. Là nó, Thiên Lôi giang hồ ra đèn năm nào. Sâu qua đi thôi. Trời ơi, năm ngoái đây, em xuống sát đấy bà đậu. Thế là bị bà điều xuống làm trợ lý rồi. Em làm Thiên Lôi nữa đâu. Năm nay em được phân công phục vụ các táo ăn uống trước giờ lên chầu. Em thích các bác bảo quán em mở hàng cho em cái nhá. Vào đây, có menu đàng hoàng, thấy rất nhiều món ngon bổ rẻ. Một bác vào đây, vào đây. Mì gỏi phát ra ngay, trà đá cà phê, phở nóng bò tái ăn không. Ngoài cháo còn xôi. Thôi phải ông này chưa? Quyền súc xích thơm ngon. Súc xích chi này chi này. Vào đây mà sơi. Mời táo ra đây ăn ngay xong ta lên trời. Đi thôi. Trông cho chứ các bác cứ để cá linh tinh ở đây á, bọn trật tự Thiên Đình á nó ra nó khóa cá vào đấy rồi xét việc lòng ngoằng lắm ấy, lòng ngoằng lắm. Thôi được rồi, thôi dẫn đi luôn đây. Thôi được rồi, để cá đây. Hôm nay lại có cả chợ. Đi thôi. Thiên Lôi nó dẫn mình đi đâu thì mình đi đấy. Đi đâu? Đi đấy hả? Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa thấy các táo vui mừng được gặp gỡ nhau sau một năm bận bịu với biết bao nhiêu công việc, và có vẻ như năm nay các táo sẽ có nhiều chuyện để cùng thưa với Ngọc Hoàng. Và không biết là sẽ có những chuyện gì khi mà bây giờ ngay cả những nhân vật chính cũng chưa thấy xuất hiện. Ngọc Hoàng, Bắc Đầu, Nam Tào còn ở đâu vẫn chưa thấy đến đây. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem điều gì tiếp theo. Xin mời quý vị và các bạn. Thừa cân béo phì là tình trạng tích lũy năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ trắng, ảnh hưởng đến vóc dáng và làm tăng nguy cơ các bệnh mãn tính. Lick với tinh chất thiên nhiên Bilonza và Mangestin sản xuất tại Mỹ giúp giảm tích tụ và tăng ni giải mỡ trắng, đặc biệt ở vùng eo, bụng, đùi. Lick giảm cân đẹp dáng, tự tin tỏa sáng. Lick hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngọc Hoàng đứng im một chỗ được không chứ? Ngọc Hoàng cứ đi lại lại thế này thần chóng mặt. Ta thấy nôn nao cồn cào lắm. Chết. Dạ. Ngọc Hoàng thấy nôn nao cồn cào là thế nào ạ? Không hiểu sao nó cứ lại cứ nôn nao cồn cào chứ. Thế bây giờ Ngọc Hoàng đang cảm thấy thế nào ạ? Ta thấy nó cứ cồn cào nôn nao thế nào. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thế cụ thể Ngọc Hoàng là làm sao? Đói, nhờ nó mua xôi. Ôi giời, thế mà thần lại cứ tưởng là... Nó... Đôi giày tức là đây rồi, đây rồi. Ôi trời ơi. Đây là bánh khúc của Ngọc Hoàng ạ. Này. Cảm ơn. Ôi đầu ơi. Này. Dạ. Sao cái gói này lại to hơn, lại nhiều thịt mà lại có cả ruốc thế này?
ta lại có mỗi muối vừng. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần phải ăn như thế này thì nó mới nhuận sắc được chứ. Cứ ăn toàn muối vừng như Ngọc Hoàng thì nhanh xuống sắc lắm ạ. À. Này, mà lấy tiền đâu ra mà bồi bổ ăn chất thế? Tiền làm thêm, tiền đâu ra? Làm gì thì làm, nhưng mà cũng phải giữ hình ảnh của mình. Hình ảnh của mình là hình ảnh của thiên đình đấy. Thần vẫn luôn nhớ lời của Ngọc Hoàng đấy chứ ạ. À? Ừ. Thần làm thêm thật nhưng mà không phải là việc gì thần cũng làm đâu ạ. À. Ừ. Đấy, ngay như vừa rồi đấy. Còn từ chối hẳn một cái việc làm thêm là làm MC cho một cái chương trình truyền hình thực tế đấy. Ủa thế à? Chương trình gì? Ừ. Chương trình gì? Bố ơi, mình đi đâu thế? Điều nó vừa ấy. Ờ, điều cái gì? Chương trình đấy làm gì có MC? Nhưng mình không làm MC thì mình làm người chơi. Thôi đi, lại điều tiếp. Ở đấy là hai bố con đi rồi chăm sóc nhau vượt qua khó khăn. Đầu không con lại chả gì cả, định chăm sóc ai? Thì mình... Đâu? Cái gì đây? Dạ... Cái nhẫn ạ? Dạ, cái này vớ vẩn mà, có 4 tỷ thôi mà. Đúng rồi. Bà cô họ của thần tặng, cái thần làm gì có tiền? Trong người còn cái gì nữa không? Dạ hết rồi ạ. Giơ tay. Đứng thẳng người lên. Cơm làm cái gì mà hành người ta thế? Nhắm mắt lại. Ừ. Đấy. 2, 3. Cái gì đấy? Cái gì mà người ta vỗ tay thế? Đứng yên nha, đứng yên để chụp kiểu ảnh. Không, nhưng mà cái gì? Cái mùi hổ quá đi. Đẹp quá. Ôi dồi ôi, cái gì đấy? Sao? Giải thích về chuyện này thế nào? Nhưng mà cái này là... Này, giải thích kỹ càng về việc đứng chụp làm mẫu ảnh cho bìa sách. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần đâu có hợp đồng hay là có thỏa thuận gì với họ đâu ạ. Tự nhà xuất bản người ta chế ra rồi người ta đưa thần lên bìa sách chứ thần nào có được cái đồng nào ở đấy đâu ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đây là khép ảnh ạ. Này, cũng giống phết. Thôi dẹp đi. Ô này, chụp cho ta một kiểu. Thôi, dạ bẩm Ngọc Hoàng, không hay ho gì cái trò này đâu ạ. Cứ chụp cho ta một kiểu đi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chụp để câu like ạ. Không phải câu like mà câu gớt. Trời ơi. Dạ Ngọc Hoàng chụp ạ. Gồng ạ. Dạ bẩm gồng. Ôi được rồi. Dạ được rồi. Thôi mang vào đi. Dạ vâng. Này. Tôi cấm post cảnh của tôi lên đấy nhá. Post lên tác cho Ngọc Hoàng. Tác cho Bắc Đẩu. Tác thêm phát cho Hằng Nga cho nó sung sướng. Cầm ui ui ui. Anh ạ. À. Chào anh ạ. À. Tại sao lại có người lạ vào đây thế này? Hả? Sao lạ? Thiên Lôi! Ấy, Thiên Lôi đâu? Ấy, anh kìa. Em Lôi. Em là Lôi. Dạ. Cậu là Lôi? Dạ vâng. Ố thế Lôi cũ đâu? À, Lôi cũ bây giờ bị hạ chức xuống làm trợ lý cho em rồi ạ. Bắt đầu tuyển đúng không? Đúng lắm. Ôi, bây giờ ra ngoài kia làm nhiệm vụ đi. Các táo trầu đến nơi rồi đấy. Ơ kìa anh. Em lên đây là có việc cả. Dạ, ở đây ai cũng biết anh là người có số có má. Dạ. Bình thường. Anh lại là người có tiếng nói ạ. Bình thường. Dạ, chính bởi vì vậy em phải lên đây để nhờ anh nâng đỡ em à. Nhờ nâng đỡ dạ, à. Vâng. Ôi trời ơi này. Từ xưa đến nay ấy, dạ, có người mới lên ấy, dạ vâng, là tớ giúp đỡ. Dạ đúng. Giúp đỡ bằng cái tâm, dạ, bằng cái tình của mình thôi. Đúng, giúp đỡ cho công việc nó tốt. Dạ vâng. Đặc biệt là cái buổi gặp gỡ đầu tiên. Đầu tiên. Dạ em hiểu rồi. Dạ, chính bởi vì cái buổi đầu tiên đấy cho nên em phải đến đây để em chào anh à. Chào. Em chào anh ạ. Anh chào Lôi. Dạ em chào anh ạ. Chào mỗi thế thôi à? Em cái gì? Quá thật đấy, làm việc cho nó cụ thể đi. Tết nhất đến nơi rồi. Dạ. Nhà nào cũng cần sắm sửa nhiều thứ. Thì đúng là... Làm cho nó cụ thể đi. Nhưng mà... Thế có định giúp đỡ không? Dạ có chứ nhưng thế mà... Thế có định nâng đỡ không? Dạ có nhưng mà... Thế thì chào cho nó cụ thể đi. Nhưng mà
khổ cái gì quá sao? Đúng rồi, ôi, đúng rồi, ôi, đấy, đấy. Đây rồi, đây rồi. Làm quá nó cầm hồi. Thế hóa ra chào là chỉ chào thế thôi hả? Thế tự làm việc, tự chịu trách nhiệm. Ê, anh, kể, kể, kể anh, kể anh, bình tĩnh anh. Nhưng mà em, dạ, em có đến chào chị ở nhà rồi à? Đến nhà tôi? Dạ vâng. Nghiêm cấm. Ôi. Có biết quy định của thiên đình là vào ngày lễ ngày Tết là tuyệt đối không được ai đến gặp gỡ cán bộ thiên đình để biếu xén, nghe rõ chưa? Dạ vâng. Nhưng làm sao mà biết nhà? Anh có làm huyết áp em cứ tụt lên tụt xuống. Dạ thưa anh, đầu chỉ ạ. Bắt đầu chỉ? Dạ vâng ạ. Bắt đầu chỉ thì được. Quy định bài xong rồi. Coi như việc chào hỏi của chú đã xong. Ôi em cảm ơn ạ. Dạ vâng. Thế bắt đầu giao cho việc gì rồi? Dạ việc thì đơn giản lắm, chẳng có gì cả. Lên đây chỉ có mỗi việc là sắp xếp cho anh em Táo về đây ăn uống, chờ đợi. À thế à? Vâng. Thế tình hình các Táo bây giờ làm sao? Tình hình các Táo như sau. Khi ngồi tay để lên bàn, không bàn tay để tay ngang lên đùi. Em hỏi các Táo trả lời, ai muốn phát biểu xin mời giơ tay. Em hỏi phát trả lời ngay, còn các Táo khác hạ tay ngồi chờ. Dạ. Hướng dẫn các Táo mà như kiểu là học sinh tiểu học ấy nhỉ? Còn hơn như thế nữa anh ạ. Thế có em nào tay dính mực tím không? Không hề, không thể. Tay chân sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không bẩn tí nào tí mới được vào đánh trống. Nu na, nu na, được lắm. Này, ra ngoài kia thông báo nhá. Dạ. À, Ngọc Hoàng thì vừa ăn xong. Dạ. Ra thông báo là buổi chầu muộn 15 phút. Delay anh. Ừ. Cảm ơn anh. Ê, anh Lôi đây. Ừ. Này vừa có thông báo delay nhá. Đứng im, đứng im. Bây giờ mới để ý. Võ phục của thiên đình đâu hả? Mà không mặc lại mặc bộ này. Dạ, tại sao mặc bộ này? Okay. Dạ thưa anh, vẫn là đầu bảo em mặc ạ. À, đầu bảo mặc bộ này à? Vâng ạ. Bắt đầu mua tặng đúng không? Ôi dồi ôi, thế mà anh cũng biết ạ. Hôm qua đi hát karaoke ở quán karaoke nhà Hằng Nga đúng không? Ôi, thế mà anh cũng biết à? Ra về rúi cho lọ nước hoa đúng không? Ôi dồi ôi, em bái phục đành luôn. Thế mà những chuyện anh cũng biết. Cái gì ta chả biết. Ôi, cứ cho cao vạm vỡ thế này. Bắt đầu chăm sóc nhiệt tình lắm. Hãng hàng không Thiên Đình xin trân trọng thông báo, vì lý do trục trặc kỹ thuật của cá chép, chuyến bay mang số hiệu S14 sẽ khởi hành trễ. Giờ khởi hành mới dự kiến là sau 3 tiếng nữa. Thành thật xin lỗi các Táo vì lý do ngoài ý muốn. Xin trân trọng cảm ơn. Gửi cái gì? Vừa thông báo là muộn, giờ chầu 15 phút mà tại sao lại thành 3 tiếng rồi? Hả? Okay. Anh, em có đến nhà em chào chị nhà rồi mà. Cái gì? Dạ. À. Dạ. Nhưng mà chào kiểu gì thì chào. Dạ. Làm gì thì làm. Dạ vâng. Đừng để giống như là ở dưới hạ giới ấy. Xảy ra những trường hợp như thế ở trên này người ta lại gọi là lôi delay nha. Em rút kinh nghiệm. Chết rồi anh Lôi ơi. Chết rồi anh Lôi ơi. Thế anh ơi chết rồi. Chết rồi anh ơi. Có gì từ từ bình tĩnh nói. Anh ơi chết rồi. Ở ngoài sảnh thiên đình nhá, có bao nhiêu là người, người ta tụ tập người ta phản đối ở Mỹ lên anh ạ. Phản đối cái gì? Phản đối cái gì? Gì? Tao cho delay thêm phát nữa, giờ muốn phản đối không? Đấy, cái vụ gì? Người ta đang phản đối cái vụ là một bát mì tôm sao bán những giá 100.000. Rồi người ta còn bảo à, trên lô bây giờ à, rồi là lạm dụng quyền chức à, à rồi tích tích. Quánh mày cụp răng vào rồi hả? Đi ngược ra ngoài kia. Báo với người ta, ăn thì ăn mà không ăn thì thôi. Này, chỗ này tao độc quyền nhá. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Không ăn thì biến, đây không cần bán, nhá, đi. À thích, anh ơi, thế còn cái vụ mà bát phở mà 200 ấy, anh bảo là đánh tụt giá xuống còn 100 chí. Thế có bớt đi tí thịt, tí hành nào không anh nhỉ? Mày đi theo ta bao nhiêu lâu nay? Hả? À, bớt được là bớt, bớt được đến đâu hay đến đấy, tiền nào của đấy, nghe chưa? Đi. À thế còn em bảo anh em là không phải chan nước dùng anh nhá. Không cần chan nước dùng luôn, đi. Này, này, này. Phở không chan nước thì định thành phở xào à hả? Hả? Hay phở khô à? Dạ. Giải trình cho nó từ thế. Đi cơ mà. Dạ. Dạ dạ đây em giải trình ngay à. Anh cứ bình tĩnh nghe em giải thích.
Thằng em nó khôn, nó nghĩ ra chiêu là không chan nước, nhiều khi thành phở khô. Khó ăn lắm, em nhiều khi em lại dí em bán được thêm chai nước suối. Này, làm ăn kiểu gì đấy? Đấy là còn chưa kể bát mì mà 100.000 là sao? Sao đắt thế? Khổ à? Quá anh ơi, các táo nhà mình đi là toàn cá chép xịn. Đúng không ạ? À. Lên đến đây ăn bát mì 100.000, cái bát mì đấy ăn ở cửa thiên đình, chứ không phải dưới vỉa hạ giới. Này, hóa ra là lợi dụng tình hình để bắt chẹt các táo, bán giá cắt cổ đúng không? Anh cứ nói thế, khổ thân em. Cái quan trọng nhất là cơ hội một năm của em nó có một lần thôi. Em tranh thủ em kiếm tí. Mày là thiên lôi hay mày là gà lôi mà mày nghĩ ngắn đấy hả? Ra ngoài kia, trả lại tiền cho các táo. Nhanh lên, đi ra ngoài kia. Cái gì mà gay gắt thế? Không phải việc của đâu. Từ từ, bình tĩnh, có cái gì từ từ nói làm sao? Sao lại để nó cáu thế? Ra xin lỗi nó một câu đi. Làm gì có lỗi mà xin? Khổ quá. Thằng này nó ưa nịnh. Cứ ra xin lỗi nó một câu đi, nó bắt cái gì đâu. Đi. Không. Xin. Tay. Tránh đường nha mới đi được chứ. Thì đây. Dạ, thưa anh ạ. Cái gì? Tôi thì những cái mà anh đóng góp nó sâu sắc ạ. Dạ, em xin được rút kinh nghiệm ạ. Dạ. Làm ăn cho nó tử tế. Thế có phải là... Biết, thế ở dưới hạ giới làm ca sĩ sướng luôn. Bắt lên trên này xong rồi trên đe dưới búa. Cái gì đe búa? Hả? À không, cái không, gì mà đe không, anh không, búa? Lôi bảo là lúc lên đây là quên cái búa. Quên búa? Ừ. Dạ vâng, quên búa. Đấy, thấy không? Cái việc chuyên môn thì không lo. Lo kinh doanh kiếm lãi cơ. Đấy, quên cả búa của thiên đình. Rồi lại còn... Rồi ơi, lại còn... Áo trắng thêu đỏ. Còn rủ nhau đi hát karaoke cơ. Chả liên quan gì rồi. Có tiền lôi. Dạ. Làm việc cho nó tử tế. Dạ vâng ạ. Thôi nếu như trong này không có việc gì, em xin phép đi ra ngoài chuẩn bị cho buổi chầu ạ. Ừ. Mặt đẹp dai, trông đi khúm núm trông nó vẫn đẹp dai. Thế chứ. Không thể làm việc. Này. Ôi trời. Làm cái gì đấy? Làm gì mà ngẩn ngơ cả người ra thế? Kệ tôi. Vào đây tôi hỏi đấy. Cái việc mà tuyển thiên lôi mới tại sao tôi không biết? Tại sao cần phải biết? Ờ. Cái việc này là Ngọc Hoàng giao cho tôi cơ mà. Nhưng mà phải thông qua nhau một tí chứ. Cùng làm việc với nhau trên này. Mà rõ ràng là ông nhìn là trông cái dáng nó là nó hơn hẳn thằng lôi cũ. Nhá. Trông nó đi nó bề thế mà. Trông bóng sáng như thế là mình phải chộp lấy ngay. Chứ không đơn vị khác người ta nó cướp mất. Hiểu chưa? Chứ không như cái thằng lôi cũ gì. Tôi nhìn cái mặt nó ta không muốn làm việc rồi. Lôi cũ là thằng nào? Cái thằng mà mặt đen là trông mặt nó như con khỉ đầu chó đấy. Mà động nói cái gì nó cứ vưng vưng. Đấy cái thằng đấy. Tôi nhìn nó đấy. Ôi trời đấy. Vừa nhắc đến nó xong. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi nhớ, mày vào đây thì mày phải đánh tiếng trước, mày phải gõ cửa nhá. Mày lần nào mày cũng làm tao giật bắn mình lên thế nào. Nhớ chưa? Đấy. Cho xin tiền đi. Tiền gì? Hai xôi 600, một khúc hà 200, tổng cộng là 800.000. Hai gói xôi với một cái bánh khúc mà mày lấy 800.000 thì mày định cắt cổ bọn này đấy à? Hả? Đâu có anh lôi giận em bán như thế nào. Này, khi lúc ấy lôi đi ra không quán triệt cái gì à? Có quán triệt gì đâu. Ồ, thế nó bảo nào? Anh lôi dặn em là giá nào cũng bán thế thôi. Rồi anh ấy bảo em là gặp thượng đế cứ chém nhiệt tình vào. Ô, ông thấy chưa? Đó, thôi, không phải nói thêm nữa. Từ sáng đến giờ tôi khó chịu lắm rồi. Thiên lôi! Mày! Thiên lôi đâu? Dạ em đây. Xem giải quyết việc đi. Việc gì? Quán triệt với nó như thế nào mà lại từng để nó nói năng như thế? Dặn nó thế nào? Tao dặn mày như thế nào? Chị em thì nói anh bảo em là cái... Nói to lên! Thì anh ấy bảo em là gặp thượng đế cứ chém nhiệt tình mà. Ôi dồi, tôi chết rồi. Ấy mày, thấy chưa? Bảo đi mà! Nó thế này nó giết em rồi. Em nói với nó rằng là cứ khách hàng vào là chém nhiệt tình. Khách hàng là thượng đế, em quen gọi thế. Chứ đâu có phải em nói là Ngọc Hoàng vào là chém đâu. Như thế là em hỗn nó chết. Mày ngu đấy, Ngọc Hoàng cũng là thượng đế mà nói thế để giết tao à? Này Thiên Lôi. Dạ. Nghe đây. Em nghe. Kể cả là có người bảo kê nhá, thì cũng phải làm ăn cho nó tử tế. Vuốt mặt phải nể mũi. Còn ông ấy, việc đấy cũng giải quyết đi. Từ. Quán triệt cho nó đàng hoàng vào. Thiên Lôi. Vất cả mình. Đừng có tưởng là gì mà đây gì nhá. Cái gì? Nói đi, nhanh không hiểu.
Anh Tào ơi. Cái gì? Mắt đầu sao cứ bắt đầu mắt làm sao? Ông tôi sẽ mắt được bông để tôi giải quyết công việc. Không làm sao ông tránh ra cái đi. Cái gì? Quá mỗi lần sao? Mỗi lần nháy mắt như thế tức là ám hiệu. Ám hiệu tức là phải nói biết. Khổ quá, nói làm sao được, thằng này tai nó thính lắm. Nó ăn nhiều phổi tai nó thính lắm. Tức là nháy mắt như thế là ám hiệu, tức là mồm nói như thế nên bụng đếch phải thế. Nhớ chưa? Nhá. Thôi, lác mắt rồi. Không hoa hết cả mắt không nhìn thấy rồi. Này, hiểu chưa? Thế hai người định chơi cái trò là bùm cắt nháy mắt à? Hả? Bùm cắt nháy mắt à? Nhắc nhở nhá, chỉnh đốn ngay lập tức nhá. Đừng để cái tình trạng là có người vào đây đòi cán bộ Thiên Đình tiền nhá. Ok. Em vừa bước vào đây chưa biết chuyện gì cái lại bảo chuyện đòi cái gì? Lại là mày nữa rồi. Mày đòi cái gì nữa đây? Em bảo lấy tiền xôi chị không giả, còn nóng mò cái gì? Tao đã nói với mày là tao chưa giả chứ không phải tao không giả nhá. Tiền xôi buổi sáng. Cái tiền xôi buổi sáng không giả. Không phải là không giả, khổ quá chưa giả. Này đâu. Đậu, đây có danh dự nhá. Không giả đúng không? Biếu. Ơi giời. Về. Rồi ôi làm sao mà đã bảo là khôi khổ quá, từ từ lại đây bảo này, lại đây như nào? Mày nhìn cái gì hả? Tao mút bắt mày ra bây giờ. Khổ quá, rồi đã bảo là chưa giả chứ phải không giả nhá. Thế rồi tối nay là cái vụ mà không karaoke được kia, không, nhưng mà đặt phòng rồi. Không đặt phòng hết, xóa số đi. Ôi làm sao mà phũ phàng thế chứ lị. Rồi ui tiên con quỷ đầu chó này. Mày cười cái gì? Mày cười cái gì? Hả? Hả? Biến. Mày trêu tao đấy à? Sướng lắm đấy. Thế là đêm nay là có người cô đơn một mình. Ôi trời, anh ơi, từ từ đã. Anh ơi, từ từ. Mày đi theo nó, tao bổ một phát mày luôn, vỡ mặt đầu ấy. Thôi anh bớt giận, anh nóng quá thì anh có gì em gọi. Mày cầm cái này đưa cho đầu nhá. Bà tao không làm nữa, tao đi về. Thôi anh ơi, tao không làm nữa. Anh tao dưới cái làm ca sĩ sớm hơn. Cái gì? Anh chấp gì bà đấy? Chấp cái gì? Có mụ dở hơi đấy, ngày nào bà cũng thế. Không có ai được chừa được bà đâu. Anh chấp làm gì? Bà điên đấy, ngày nào bà cũng điên. Tao vừa nghe thấy mày bảo ai? Mày bảo ai điên? Hả con mèo điên này? Mày bảo ai điên? Anh ơi, anh bảo em là dạ chị. Mày đưa cho tao cái này làm cái gì? Hả? Cầm lấy, đi ra kia, đứng. Ơ chết, đứng làm gì anh? Đứng đấy, cầm búa, tự đập vào đầu mình ấy. Ơ chết, mấy cái anh? Nhất mày rồi đấy. Mày cứ đập đi, khi nào mày không chịu được nữa thì thôi nhá. Ra đi. Quá gì? Đây, người ta đã nói rồi, có phải là người ta không giả đâu. Đây, cả 1 triệu đây, không phải giả lại đâu. Lấy. Không lấy. Khổ quá, cầm đi mà, tối thì còn hát mấy bài. Ừ. Cái đã bảo không lấy mà, lôi là lôi cứ tự trọng cơ mà. Biết là tự trọng rồi, thế nhưng mà ở đây có mỗi 2 người với nhau thôi. Hả? Nào, thôi nghe người ta cầm lấy đi nhá. Này, lôi bảo là lúc công lấy nhá. Nắm tay lôi thật chặt, giữ tay lôi thật lâu, hứa với nhau một câu sai đi tận tây của Thiên Đình. Đến cái gì nhỉ? Đến cái gì? Lúc nào cũng đến đoạn này cái là không nhớ lời. Không có đây thì đấy, thế chính vì thế cho nên là cầm lấy hát lại cái bài đi. Bài cầm đi. Yêu ghê lắm. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về.
rồi buổi sáng mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật nóng, hứa với anh một câu sẽ đi chọn tay với con người đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Vì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Vì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chọn đến cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Cái gì đấy? Hả? À, tại sao vay vế lại đảo lộn hết cả thế này? Này, tôi nói luôn nhé. Có hai cái yếu tố rất quan trọng mà dễ ảnh hưởng đến cán bộ ấy. Đấy là gì biết không? Đấy là tình và tiền. Thì ở đây bắt đầu đều mắc cả. Này, không được đâu nhá. Ông không có ông gì cả. Ông hơi quá rồi nhá, ông hơi phúc phạm tôi đấy nhá. Phúc cái gì? Nhá. Thiên Lôi, đi ra ngoài chuẩn bị công việc. Thế thôi em xin phép ạ. Không có gì thì sao? Đi vào chuẩn bị đi, Ngọc Hoàng gọi rồi đấy. Nhớ đấy nhá. Cứ để cho Ngọc Hoàng biết rồi. Nắm tay lời, giữ tay lời thật lâu. Thừa cân béo phì là tình trạng tích lũy năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ trắng, ảnh hưởng đến vóc dáng và làm tăng nguy cơ các bệnh mãn tính. Lick với tinh chất thiên nhiên Bilanza và Mangestin sản xuất tại Mỹ giúp giảm tích tụ và tăng ni giải mỡ trắng, đặc biệt ở vùng eo, bụng, đùi. Lick giảm cân đẹp dáng tự tin tỏa sáng. Lick bí quyết giảm cân giữ dáng. Sắp tàn trắng tàn cánh
che đủ trước gió. Là gió la đà, em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy cán bộ thiên đình là chỉ giỏi chuyên môn, chứ không ngờ hôm nay lại thể hiện là hát hay múa giỏi nữa chứ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng thấy tiết mục vừa rồi thế nào ạ? Trong lòng ta có một chút hoang mang không hề nhẹ. Ta có cảm giác như mình đang lạc vào một cái cuộc chơi tìm kiếm tài năng thiên đình Got Talent. Thế các táo thì đâu hết cả rồi? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đây ạ, chỉ có các táo nhà mình thì mới có thể hát múa hay đến như thế. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chính thần cũng không thể tưởng tượng là các táo lại hát hay đến như vậy ạ. Hát thế mà hay à? Nếu mà nhận xét một cách công bằng thì hát như thế không thể gọi là hay được, mà phải gọi là quá hay. Dạ Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đau hết cả xin thôi. Này, các táo. Mọi năm thì từng táo lên rồi báo cáo. Thế năm nay nhảy múa tung trời thế này, ý là sao đây? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, chắc là năm qua là các táo có nhiều điều đặc biệt cho nên là muốn gây ấn tượng với Ngọc Hoàng ngay từ giây phút đầu đấy ạ. Ấy, không phải. Chính xác là thế này. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, trước ngày chầu thì có nhiều tin đồn thất thiệt rằng năm nay Ngọc Hoàng không cho các táo lên chầu. Có nhiều người điện thoại đến hỏi chúng thần, nhưng mà thần cũng đã phản pháo, trả lời một câu đanh thép rồi ạ. Thần trả lời là đêm 30 mà không có táo thì còn gọi gì là Tết ạ. Chuẩn cơm mẹ nấu thôi. Đấy là còn chưa kể năm nay mới bổ nhiệm anh Thiên Lôi mới là một người hát rất là hay. Dạ, cho nên chúng thần bàn với các táo cùng với Thiên Lôi là dàn dựng một tiết mục mở đầu thật ấn tượng. Nhân dịp các táo lên chầu là cũng chụp một kiểu ảnh rồi post lên trong web chính thức của Thiên Đình, coi như là một lời phản pháo đanh thép. Thì chụp thôi. Dạ, tự sướng. Chụp cái ảnh này. Đây. Bình bình tĩnh. Cái gì đấy? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thế này người ta gọi là gậy tự sướng. Bấm một cái là sướng luôn, bấm. Chúi. Đổi kiểu đi. Làm bô nữa đi, làm. Đây rồi. Cười. Khéo che mặt nhau kìa, nào. Xem. Ngọc Hoàng thấy thế nào? Đẹp đấy. Này. Post lên luôn nhá. Post luôn ạ. Vâng ạ. Mà sửa cho ta nó mịn. Này. Dạ vâng ạ. Lấy kiểu này bị nhắm mắt rồi. Ờ được rồi. Các mẹ ơi yên tâm, năm nay chắc chắn sẽ có táo.
không phải xoắn. Hoi đi. Ờ Tàu ơi. Dạ. Hoi đi là như nào ấy? À dạ bẩm Ngọc Hoàng, đây là ngôn ngữ mạng ạ. Ừ. Dạ nhiều người nói hoi đi, nhưng mà chả hiểu hoi đi là gì. À. Dạ, người ta cứ nghĩ hoi đi tức là hoi đi, nhưng theo thần hoi đi không thể là hoi đi được, mà hoi đi có nghĩa là hoi đi. Vâng ạ. Nó phải là hoi chứ. Nếu hoi mà là hoi thì nó đơn giản quá, không thể hoi là hoi được, mà hoi phải là hoi thì nó mới hoi. Thôi, còn thôi. Nếu không nó không thể là hoi. Tao. Dạ. Nói liên thuyên cái gì ấy, ta không hiểu đâu, thôi đi. Bẩm Ngọc Hoàng, đúng ạ. Thôi đi chính là hoi ạ. Ừ, thế à? Dạ. Thế thì ngươi hoi đi. Dạ. À, này các cáo. Dạ. À, mọi năm thì từng táo báo cáo một, nhưng năm nay thì lại hát múa, cho nên là ta cũng chẳng nhận ra ai vào ai cả. Dạ, Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, em là táo thổ, phụ trách tất cả các vấn đề liên quan đến thổ. Đúng anh, bây giờ em mới nhận ra anh. Mời anh bước lên trên cái đấy. Anh xoay một vòng em xem nào. Úi giời ơi, năm qua được bổ nhiệm một vị trí mới. Này, ăn uống được hả? Ôi chị đói lắm, anh chỉ cầm đất mà ăn thôi. Chị chết lắm. Này nhà thổ. Ôi trời trời, em là táo thổ. À, táo thổ. Dạ. Xì chết là dễ bị phì đại lắm. Dạ. Ngươi phải take care is yourself. Take care is yourself. Take care yourself có nghĩa là tự chăm sóc lấy bản thân mình. Dạ. Chứ dạo này là Ngọc Hoàng thấy anh xanh lắm đấy. Thế táo nào lại đang cậy móng tay thế kia? Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ, thần là táo thủy ạ, phụ trách tất cả các vấn đề nước nôi ở dưới hạ giới ạ. Lũ lụt triều cường cũng là thần, ở đâu có lũ thì thần cắt ạ, ở đâu khô hạn thì thần khóc ạ, tóm lại thủy điện cũng là thần ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tức là chị này dạ điện nước đầy đủ ạ. Dạ, Ngọc Hoàng vạn tuế, thần quản lý tất cả những vấn đề liên quan đến cỏ, cây, hoa, lá. Ừ. Dạ, các loại liên quan đến cellulo là thần nói say hello. À, thế anh quản lý về cây cối đúng không? Cây cối là em phụ trách hết, có cả cây lâm nghiệp, công nghiệp lẫn cây ăn quả. Thế nhà trồng ổi chưa? Ổi thì nhiều, bán đầy đường cao tốc toàn quân của em hết. Nếu nhà trồng ổi rồi thì hát một bài đi cho vui. Anh thích hát ngoại quốc hay trong nước ạ? Nước quốc tế. Hát trong nước hay quốc tế đều được. Dạ. Nhưng mà trước khi hát thì phải giới thiệu đi cho người ta biết. Vâng, thế thì em xin hát. Anh Tào sang em nhờ cái. Cái gì? Anh quay của em cái. Quay à? Vâng, anh cứ quay cho em nhé. Đấy. Đây, đây. Yeah. Quay cho em. Đấy, đấy, cứ để thế. À. Thưa tất cả các bạn yêu âm nhạc. Mình thì cũng hát không phải hay lắm, nhưng mà các bạn yêu cầu thì mình hát thôi. Các bạn có lòng thì mình có dạ. Mình cũng chỉ nguếu ngoáo vài câu thôi. Sau đây em xin hát bài Titanic. Ever see light in my dreams, I feel you, I feel you, I feel you. Sa si ala, I call you, si you go 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 on. Si bo si bla, i fo si dan cielo, di chi cala o sia, di sia leo, di sa mi no sia. Sao anh lại làm thế với em? Mày làm tao nghén nhạc rồi đấy. Nhớ. Đấy mà gọi là tiếng Anh à? Dạ. Đấy là mày hát tiếng Phạn. Ừ. Mày định kể cho tao nghe chuyện đồi gió hú đấy à? Không phải đâu anh. Em cũng nói rồi mà, em chỉ hát nguếu ngoáo thôi. Đúng thì đúng mà không đúng thì cũng có làm sao đâu. Anh không tin á, anh lên mạng mà search xem.
Năm vừa rồi em còn gọi là hiện tượng ở dưới hạ giới đấy. You think you love who? Sugar, sugar, under hero. Lúc này chắc chắn là thôn gian mày. Thế là cái gì? Anh không biết à, em dịch cho nhá. Sugar, sugar là đường đường. One là một. The hero là anh hào. Đường đường một đấng anh hào. Look me là trông tôi. Chắc chắn là chắc chắn luôn, không phải dịch nữa. Biết rồi. Là thôn lơ gian mày. Tức là đường đường một đấng anh hào. Trông tao chắc chắn là cao hơn mày. Hát hò như thế này mà lại bảo năm vừa rồi là một hiện tượng được tung hô trên mạng là thế nào? Hả? Thế đã ai mời đi diễn chưa? Có rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, cái hôm em đang chảy ổi trèo tít trên cao, thế mà anh lôi em xuống gần tụt cả quần. Sau anh ấy xốc nách em đưa thẳng lên ô tô, anh đẩy vào studio. Anh ấy bảo mày chuẩn bị hát mấy bài làm live show. Thôi đi, nham nham nhở nhở, chém vừa thôi. Ai mà nghe được cái kiểu hát như đếm thế được. Úi dồi, anh ấy yên tâm, đưa cho em mượn. Này Nam Tào bắt đầu. Dạ. Lại đây tao bảo này. Thế bây giờ ấy, ở dưới hạ giới lại đổi cái gu âm nhạc rồi à? Dạ. Không nghe Tuấn Hưng với Minh Quân hát mà lại nghe cái dòng này à? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, năm qua cộng đồng mạng dưới hạ giới có nhiều người ngộ lắm ạ. Ừ. Dạ họ làm đủ mọi cách để mong nổi tiếng. Có người tụt áo hở nội y, có người thì phát ngôn gây sốc. Dạ, càng bị chửi càng thích, càng bị ném đá càng vui ạ. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, đây cũng chính là một hiện tượng được tung hô trong năm vừa qua đấy. Hát bằng cái giọng của mình, chân chất mộc mạc, dạ, thì không sao. Nhưng hát như thế kia mà để rồi tung hô lên thành một hiện tượng thì ta thấy thật là đắng lòng. Anh Nam Tào ơi, hả? Cái mã uy phi của Thiên Đình mình là bao nhiêu nhỉ? Cái gì? Cái mật mã, mật khẩu để vào uy phi đấy. Nothing gonna change my love for you. Dài thế cơ á? Không dài để bọn hacker nó xài chùa. Có biết mỗi tháng là Thiên Đình mất bao nhiêu tiền không? Thế à? Ừ. Nothing gonna change my love for you. Anh ơi, sao nó vẫn báo lỗi? À chết quên mất, chữ nothing là chữ N viết hoa. N viết hoa. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Hết rồi. Thằng nào mà không thuộc cái bài hát này thì cụ nó cũng không vào được. Anh ơi, sao nào vẫn cứ nổi thế này? Đã viết đủ đâu mà cứ đòi vào. Thì anh bảo N viết hoa rồi còn gì? Còn thiếu chữ hết rồi. Nothing going on trên my love for you. N viết hoa hết rồi. Đúng rồi. Bắt nó phải thế nó mới hiểu. Đúng là phát wifi của Thiên Đình. Này anh ơi, bắt đầu ơi. Này, 998 like rồi. Bắt đầu làm cái nữa. Làm tạm làm cái nữa cho đủ 1.000 like chứ. Thôi đi. Mất thời gian với ông quá rồi đấy. Đi vào mà báo cáo cái lĩnh vực mà mình quản lý đi. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, như thần đã nói, thần quản lý tất cả những cây cỏ dưới hạ giới. Dạ thần chính là táo mộc đấy ạ. À, táo mộc à? Dạ. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ, thần là táo kim ạ, thần chuyên phụ trách các vấn đề quan trọng, ví dụ như tiền, vàng bạc và mỹ kim ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chị kim này là chị kiêm luôn cả kim khâu lẫn kim tiêm nữa. Dạ, chị kiêm luôn cả kim Kardashian ạ. Kim Kardashian là thế nào? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tức là cái cô kim mà siêu vòng 3 ấy ạ. Hay chụp ảnh để post lên mạng nhỉ? Táo kim lại phụ trách nhiều vấn đề rộng lớn quá nhỉ. Này, thế có biết kim siêu quần không? Dạ, triều đình mình vui quá. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng ạ, dạ thần không phụ trách cái cô kim bốc lửa ấy đâu ạ. Nếu mà Ngọc Hoàng muốn hỏi về lửa thì xin hỏi anh Hỏa ấy ạ. Vâng, cảm ơn chị. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần là táo hỏa, thần chuyên phụ trách về khí đốt và tất cả các loại củi lửa. Ví dụ như là xăng dầu này, than đá này, rồi là kể cả bếp lẩu nữa, rồi kể cả là khói hương và vàng mã nữa. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, anh này phụ trách luôn cả cái món hỏa hoạn. Hỏa hoạn bao giờ? Đấy là việc người ta làm thêm.
rồi ôi, làm thêm á thì năm vừa rồi là ông làm thêm hơi nhiều đấy nhá. Không có nhiều đâu. Năm vừa rồi hỏa hoạn hơi bị nhiều đấy nhá. Từ bắc chí nam, từ đông sang tây là hơi bị lắm đấy. Lắm. Thôi đừng có cãi nữa, về chỗ đi. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, như vậy là đã rõ danh tính của năm táo rồi ạ. Dạ đó chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Đá, Xung, Thủy, Lôi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thực hiện ý chỉ của Ngọc Hoàng đó chính là tinh giảm biên chế và cơ cấu lại bộ máy của thiên đình. Các táo đã chia ra ngũ hành cho tiện bề quản lý. Dạ bây giờ là lúc xin phép Ngọc Hoàng để chúng ta bắt đầu buổi châu ạ. Thừa cân béo phì là tình trạng tích lũy năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ trắng, ảnh hưởng đến vóc dáng và làm tăng nguy cơ các bệnh mãn tính. Lick với tinh chất thiên nhiên Bilanza và Mangestin sản xuất tại Mỹ giúp giảm tích tụ và tăng ni giải mỡ trắng, đặc biệt ở vùng eo, bụng, đùi. Lick giảm cân đẹp dáng, tự tin tỏa sáng. Lick hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Các táo ạ, mọi năm ấy thì giúp việc cho ta chỉ có Nam Tào và Bắc Đẩu. Nhưng năm nay ta muốn chọn một trợ lý trong số các táo ở đây. Báo cáo Ngọc Hoàng chọn trợ lý rồi, thế thì biết làm thế nào? Bẩm Ngọc Hoàng, như vậy là Ngọc Hoàng muốn chọn một trong năm táo này làm trợ lý cho Ngọc Hoàng theo đúng ngũ hành. Năm trợ lý này mà tương sinh tương khắc là tạo thế vững chãi cho Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng sẽ có cả Tôn Ngộ Không này, Đường Tăng này, Sa Tăng này, Chư Bát Giới và cả ngựa nữa. Thật là thôi rồi, thiên đình ta là vui như hoa quả sơn, báo mạng là tha hồ giật tít, vỡ hòa trong xúc động. Dạ người bẩm Ngọc Hoàng ạ, nếu thế thì thần nghĩ là Ngọc Hoàng hãy tuyển thêm 9 trợ lý theo kiểu như là 9 con tuần lộc, còn Ngọc Hoàng lúc ấy sẽ là ông già Noel cưỡi 9 con tuần lộc đi tặng quà cho trẻ con, lúc đấy thì thiên đình ta sẽ an lành à. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, theo ngu ý của thần thì thế này, Ngọc Hoàng đã có Nam Tào Bắc Đẩu, dạ giống hệt như là Tom và Jerry rồi. Ngọc Hoàng thì giống hệt như là bà chủ nhà, dạ đeo cái tạp dề trắng, đi đôi dép bông xù, thỉnh thoảng rút súng bắn đoàng đoàng đoàng. Dạ theo ý thần là Ngọc Hoàng cứ tuyển thêm anh thủy thủ Papai chuyên ăn rau chân vịt, rồi anh Pluto nữa là cho thành bộ tứ siêu đẳng. Dạ vừa vui vẻ lại vừa bảo vệ được thiên đình. Thôi đi, ba hòa mãi. Như nào? Ngọc Hoàng tuyển trợ lý là để giúp Ngọc Hoàng giải quyết những vấn đề đại sự ở trên thiên đình, chứ không phải là đi tuyển tuần lộc với lại cả siêu nhân nhá. Và một trong những tiêu chí đầu tiên để trở thành trợ lý cho Ngọc Hoàng là phải có phong bì. Dạ là phải có phong thái ạ. Đúng rồi. Phong thái như nào? Phải tạo cho mình một cái gì đó nó rất là riêng. Rất là đặc biệt. Nó phải có một cái gì đó nổi trội, nó rất là riêng của riêng mình, rất là đặc biệt, giống như là tới. Thôi thím ơi, con lạy mẹ. Nào, tất cả các táo đứng nghiêm. Sau đây Ngọc Hoàng sẽ kiểm tra phong thái của các táo. Và Ngọc Hoàng sẽ kiểm tra phong thái trên nền nhạc. Các táo chú ý, khi nào nhạc lên thì các táo đi, khi nào nhạc dừng các táo tùy thuộc vào tâm trạng lúc bấy giờ của mình mà dừng làm sao cho nó hợp lý. Tất cả các táo sẵn sàng, chuẩn bị. Một câu nhỏ, một câu vậy thôi này, anh bảo này, chú bật nhạc to lên tí, anh bị sập hầm tai hơi nghẽn ngãn. Các táo sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng nghe nhạc nhá. Rồi, chuẩn bị. Ok ạ. Ngọc Hoàng tuyển trợ lý không cần các táo phải chạy. Không cần chạy. Không chạy như thế nào? Không cần phải chạy. Âm nhạc bắt đầu.
think about it, about it. No man could ever doubt it. You're looking so good. Anh bị tụt sò huyết rồi, tụt huyết áp rồi. Sáng đói quá, vào ăn bát mì nó tính 100.000 xót ruột lại nó quay ra. Tụt sò huyết. Như vậy là anh Thổ dừng cuộc chơi, chúng ta còn lại 4 táo. Không, như thế thì không phe. Bẩm Ngọc Hoàng, thần tuy là có tuổi rồi, sức khỏe không còn nhiều nhưng mà kinh nghiệm thì vẫn có thừa. Thôi, vừa rồi thì ta đã thấy hình dáng của các táo rồi. Và bây giờ ta muốn các táo nói được những điểm mạnh, điểm yếu của mình và nêu được tại sao mình có thể xứng đáng trở thành trợ lý của thiên đình. Khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ, nếu vậy thì Ngọc Hoàng cứ cho chúng thần báo cáo theo kiểu như là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, theo thứ tự như thế cũng được ạ. Đúng rồi, tôi đồng ý với ý kiến của cô Kim. Và vâng, vậy thì xin thần xin báo cáo trước. Này anh kia, cái Kim là chỉ ý đồng kia, chẳng sao. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đúng rồi, nhưng mà mình lộn ngược lên trên là gì? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, em báo cáo luôn cho nó xong. Em xin tuyển làm đại lý của Ngọc Hoàng. Trợ lý ạ. Người táo bạo đấy. Dạ. Nói đi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần là táo thổ ạ. Dạ, trong năm qua liên quan đến vấn đề đất đai thổ nhưỡng của thần thì thần xin báo cáo với Ngọc Hoàng một tin vui rằng dạ tình hình bất động sản qua sự cố gắng của thần đã có dấu hiệu ấm lên nhiều dự. Thôi, anh báo cáo có vẻ hùng hổ lắm, nhưng mà thông số nào, con số nào chứng tỏ là bất động sản đã ấm lên hả? Đáng nói trơn mồm nhỉ, tóm vào báo cáo người ta là thế nào? Dạ, với tất cả sự cố gắng của thần bằng mọi hình thức bơm thổi và tin nhắn dồn dập cùng với điện thoại khủng bố thì bất động sản của thần đã có dấu hiệu ấm lên chứ gì. Thằng Tào đến quan đầu cứ nhảy vào bản báo cáo một tôi lăn lên. Bẩm Ngọc Hoàng ạ, năm qua với rất nhiều những biện pháp của anh táo thổ, anh ấy đã làm cho người dân giữa giới không ít lần khó chịu ạ. Dạ không chỉ là giữa buổi trưa đâu mà nửa đêm anh cũng nhắn tin quảng cáo bán nhà bán đất ạ. Cho Tào muốn nói gì thì nói, chỉ biết là tôi đã làm mọi điều để cho thị trường bất động sản ấm lên. Thị trường bất động sản ấm lên thế có nghĩa là nợ xấu bất động sản giảm đi đúng không? Đáng tuyển trợ lý thì dĩ nhiên lại hỏi cái vấn đề nó nhạy cảm đấy. Nợ xấu thì phải hỏi chị Kim mới sao lại hỏi tôi. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ, nợ xấu vẫn còn ngã ngũ chưa rõ ràng ạ, thần sẽ báo cáo sau. Này, việc của anh nhá, anh cứ đòi lên trước đi. Bây giờ phỏng vấn anh lại không trả lời được, anh lại gọi cho tôi là nào. Thôi cứ bình tĩnh, giờ anh em nhớ nhau lắm. Rồi tôi báo cáo tiếp nhé, không vấn đề gì. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, vấn đề thứ hai thần muốn nói với Ngọc Hoàng đó là vấn đề thời gian. Một ngày không đủ thời gian để thần làm việc. Dạ bẩm, với quyền năng vạn biến của Ngọc Hoàng, xin Ngọc Hoàng hãy cấp cho thần một ngày 30 tiếng. Đoàn nữa. Anh Thổ nổ kinh quá. Thì anh là táo thổ chuyên dùng thuốc nổ để đi săn hổ. Cái gì? Dùng thuốc nổ đi săn hổ? Ừ, anh dùng thuốc nổ, anh đi săn hổ. Con hổ chạy ra anh bíu vào cổ, nó lăn ra chết, anh đem đi cho mổ ở huyện Đức Phổ. Anh thổ ấy, anh nổ thế mà anh không thấy số hổ. Thì anh là táo thổ, anh công việc nó quá khổ nên anh không hề thấy số hổ. Mà nếu các chú không thích, này, thôi đi. Ngọc Hoàng đã quy định một ngày có 24 tiếng là cho tất cả mọi người, không riêng một ai cả. Tự dưng ông lại đòi lên 30 tiếng để làm cái gì hả? Ông ngủ suốt ngày ông có làm cái gì đâu mà ngủ trương béo trương béo nứt ra rồi ông đòi 30 tiếng để làm gì? Đầu ơi, đầu nói thế bất công với tôi quá. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, năm qua thần ngày quên ăn đêm quên ngủ, từ đầu năm đến cuối năm là coi như là tính ra cân đi cân lại là hao mất 3 hoa. Anh làm cái gì mà đến mức độ mà anh bảo là không có thời gian để mà ngủ nữa? Bận lắm này, anh kể cho đầu nghe nhá. Buổi sáng chưa kịp đánh răng rửa mặt, anh đã phải vội lao đến để khánh thành đường cao tốc.
Rồi buổi trưa đang gặp dở cái anh ý, nhận được tin nhắn vội lao đến hiện trường để khánh thành rồi khởi công cầu dây văng. Buổi chiều anh lại đến cung đường để chờ lý để xử lún. Chờ lý để xử lún là cái gì? Ừ, chờ lý để xử lún. Khổ quá, đây. Rồi từ cái chỗ ý, anh muốn thì... nói là chờ trợ lý đến để xử lý lún đường đúng không? Ôi giời, có thế thôi mà cứ lắp ba lắp bắp thôi. Bây giờ thế này, ông nói chậm thôi thì nó không nhịu lên nhịu xuống như thế được, nhá. Tóm lại là thế đến buổi tối thì ông làm gì? Buổi tối tôi tức tốc bu dây xuống kiểm tra hiện trường tai nạn. Tai nạn làm gì lại cứ nhịn như vậy. Tóm lại là không có nhiều thời gian để làm việc. Anh cứ bình tĩnh nhá. Thế bên tôi hỏi anh là anh là táo thổ. Tôi tưởng là anh chỉ quan tâm và quản lý là thổ nhưỡng đất đai thôi. Chứ còn thì cầu đường thì liên quan quái gì đến anh. Này thế cầu đường với công trình không xây ở đất thì xây ở trên trời à? Hay là xây vào cái đầu mày Hải Đạo? Ôi, Hoàng nó thoá mạ thần này. Thoá mạ cái gì? Đang nói một cái nhảy to thôi, thôi, anh thấy này, anh bực cả mình ấy. Tôi hiểu anh. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, phải nói là năm qua anh thổ làm được rất nhiều việc đáng khen ạ. Anh ấy đưa vào sử dụng những con đường cao tốc dạ thẳng tăm tắp. Anh ấy còn đưa vào sử dụng những cây cầu vô cùng hiện đại nữa đúng không? Đúng rồi. Những cây cầu dây văng mà thần xây xong dân sướng lắm. Úi dồi ôi, ngày nào cũng hàng ngàn người leo lên cầu để ngắm nghía. Rồi nhiều cô gái tóc thả dài, thướt tha bám vào thành cầu, vừa đi vừa làm thơ. Thần có tranh thủ trộm chép một bài thơ xin ngâm để Ngọc Hoàng và Nam Tào Bóng Đổ cùng nghe. Đêm khuya trăng vàng vặc, anh vác mặt lên cầu, gió thổi tóc em bay, những ánh đèn lấp lánh điện tắt, em về ạ. Tiếp theo là gì? Hả? Bài thơ nó đến đấy đã dừng rồi. Tức là đến đây là dừng đấy hả? Đang báo cáo sau này đi về là sao? Không về. Không phải không mà. Vẫn đang báo cáo nhưng cái bài thơ đến đấy không biết thằng nào nó xóa một hai chữ thì không hiểu. Hay là thơ mới nó thế. Ôi thế thì nó thế này, lần sau anh đọc thơ ấy, vâng, mà hết ấy, vâng, thì anh vui lòng anh nói hết để các táo vâng tay. Điện tắt em về ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, năm nay anh táo thổ báo cáo dạ thơ ca nhạc họa đầy đủ ạ. Dạ. Chuyện nhỏ, nói chung là năm vừa rồi thần xây được những cây cầu đúng mơ ước của bao người dân lâu nay, thần hạnh phúc lắm. Dạ thôi. Dạ, nói đến cầu phải nói đến công của thần ạ, bởi vì là cầu là bắc qua sông ạ, đúng không anh? Đúng rồi. Đó. Thế nhưng mà cô ơi, dạ, cầu tôi là cầu dây văng nhá, văng ở trên cao thôi, không chạm đến mặt nước đâu cô, mà cô ké thành tích. Chỉ khi nào tôi bắt cầu phao tôi đè lên người cô thì cô mới nhảy lên đây. À vâng, thì đúng là cái sản phẩm cầu dây văng là của riêng anh. Thế nhưng mà mọi người có hiểu cầu dây văng là cái gì không ạ? Là không biết là gì dây không ạ? Là gì? Cầu dây văng là cái cầu đang xây, văng cái dây ra, thế là cả cái dàn giáo đổ đến dầm một cái, bẹp rúm taxi của người ta ở dưới đường. Là bao nhiêu sắt thép, xi măng bắn tung tóe ra. Đấy, cầu văng dây. À quên nhầm, cầu dây văng của nhà anh thổ ấy. Đúng không? Chấn chỉnh rồi. Thế à? Tôi chảm rồi, quyết liệt lắm. Thế à? Nói chung là làm cả nghìn việc, tránh làm sao khỏi sai sót. Hiểu, chứ hiểu, đâu hiểu, như hiểu. Cô chỉ vẫy tay một cái là chiều cường nó tràn vào thành phố. Dân công sở là bỏ việc, lao ra bắt cá. Tắc đường trên diện rộng, chỉ có mình cô là được dân thương. Thì mình tôi được dân thương thì anh tức với tôi à? Hả? Thì anh xin Ngọc Hoàng một ngày 30 tiếng để anh làm gì? Làm để, gì? Để tôi làm việc, để tôi cống hiến. Thế làm như vậy thì ngươi không sợ quá sức? Thế nhân viên đâu cả rồi? Dạ không ạ, thần còn cảm thấy trẻ khỏe, sức mạnh còn dồi dào lắm ạ. Nhân viên thì năm vừa rồi thần đã cho trả một loạt các nhân viên mà ở dưới quyền năng lực yếu kém. Thế nhưng mà nói chung mọi việc bây giờ phải đến tay thần thất. Cứ có thần xuất hiện thì dân mới tin, mới yêu. Thế còn cái vụ mấy cái biệt thự xây dấu xây giếm trong rừng trên núi Thái Sơn ấy, ông định báo cáo thế nào? Biệt thự xây trên rừng thì sao lại hỏi tôi? Mộc ơi, này, biệt thự xây trên núi Thái Sơn, chỗ rừng của ông đấy. Đúng rồi, rừng là phải hỏi ông Mộc. Mộc đấy, là ông đấy. Em ạ, ông ấy. Đấy, má cứ hỏi mình mà còn không nghĩ ra. Rừng à? Rừng. Này,
Anh buồn cười nhỉ? Anh bị Nam Tào Bắc Đẩu với Ngọc Hoàng chất vấn, sao đang trả lời từ từ lại lôi tôi vào? Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần chỉ quản lý những cái vấn đề liên quan đến cỏ cây hoa lá, chứ tôi không quản lý về đất đai. Nhà của anh là xây trên đất, anh cắt đất cho người ta xây nhà, đừng có lôi tôi vào nhé. Này tôi hỏi ông nhé, thế ông không cắt rừng thì tôi cấp đất vào mắt à? Anh nói thế mà nghe được à? Hả, anh đừng có đổ vấy trách nhiệm cho tôi nhé. Anh có muốn tôi bẩm báo với Ngọc Hoàng về cái tội cắt đất của anh không? Hả, người ta có nhà rồi anh vẫn cắt đất cho người ta, thậm chí người ta có biệt thự anh còn cắt đất cho người ta xây trang trại. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, năm vừa qua thôi, táo thổ thôi là... người ta đã biết lỗi, người ta đã tự tháo dỡ biệt thự rồi để giấu đi 10 cái nhà còn lại, gào lên đi. Đấy. Sao mà tính cái nóng như lửa chứ? Lửa gì? Đấy, lửa đấy, đấy. Kìa, tôi bảo ông năm nay là đốt cháy nhiều nhà đấy. Lắm đấy nhá. Sao nó điêu thế nhỉ? Ôi, không cãi nhau nữa, báo cáo tiếp đi. Tiếp tục, dạ, bẩm Ngọc Hoàng, tiếp tục là thần xin báo cáo đến vấn đề thứ mấy rồi nhỉ? Vừa rồi anh nổ kinh quá, tôi không biết, anh hỏi người khác. À, cô đầu, lúc nãy anh đang báo cáo đến vấn đề thứ mấy nhỉ? Thứ 10. Cái 10 cái gì? Ông cố tình quên hay là gì đấy? 10 cái lần nối thành công ống cấp nước ngầm dưới đất ấy. À cái gì đây này, đi vào đây mà giải thích đi, giải thích 10 Ngọc Hoàng, 10 cái lần mà năm vừa rồi là thần ngày quên ăn đêm quên ngủ, thần làm hết lòng mọi chuyện, không lo sợ mấy cái thằng sỏi lá này đã thôi cứ việc thôi. Ống nước à, Thủy ơi, vừa có chữ nước, đầu vừa nhắc đến chữ nước, nước là việc của cô đấy Thủy ơi. Thổ tả, đúng là cái lão thổ tả. Anh vừa bảo gì em đấy anh? Bà Ngọc Hoàng đang hỏi, rồi cô đầu nhắc là bây giờ vấn đề liên quan đến nước. Thế thì hỏi xem là tình hình nước ở trong người cô thế nào? Vâng, nước nôi của em thì lúc nào cũng đầy đủ anh ạ. Mà vỡ đường ống nước thì đường ống nước là làm bằng kim loại thì phải hỏi chị Kim. Sao lại hỏi em? Ờ đúng rồi, thế thì cô chị Kim. Chị trả lời đi. Ống nước kim loại. Kim cái con khỉ. Ôi đấy. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, lúc đấy thì gọi là ngũ hành tương khắc, còn bây giờ các táo rất nhịp nhàng đổ lỗi cho nhau, chúng ta gọi là ngũ hành tương sinh. Tất cả các táo đứng dậy. Cái việc này ấy không phải thế là xong đâu. Phải một trong các táo chịu trách nhiệm về việc này. Và đó chính là táo thổ. Anh có định báo cáo tiếp về 10 lần vỡ ống nước không? Sao lại 10? Thế mấy lần? Có 8 lần vỡ thôi. Thế 2 lần kia là gì? 2 lần kia bục. Thế bục mới vỡ thì khác gì nhau? Bục là bục, vỡ là vỡ, khác hẳn nhau. Cụ thể thế nào nào? Bục là cứ như bục chỉ ở đúng phần ấy. Còn vỡ là vỡ. Thế tôi hỏi anh, 10 lần vỡ với bục của anh đấy có chảy nước không? Có, chảy. Như bục thì nó chảy gì chứ, còn vỡ thì nó chảy tô. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, với 10 lần bục vỡ đường ống nước của anh táo thổ, dạ đã khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh kém tắm đấy ạ. Ôi dồi ôi, chuyện này không phải ngày 1, ngày 2 mà xong. Còn phải dự ra quân của nhiều ban ngành, đoàn thể các cấp. Rồi là phải đến tính chất của đất, rồi của thổ nhưỡng rất. Nói chung là thần muốn nát. Cái gì? Anh bảo cái gì? Cái gì thối nát hả? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, anh thổ anh ấy dám nói là trên này đang... Ơi! Sao trên này đang muốn nát thì ra thối nát nhỉ? À tức là anh muốn tát đúng không? Được, tôi tát, để tôi tát. Ôi sao trên này cứ thích đánh nhỉ? Tóm lại anh muốn gì? Tôi muốn hát. Hát là phát âm cho nó tròn vành vào. Rồi. Muốn gì? Hát. Mời anh ra đây. Muốn hát ấy thì phải để bắt đầu giới thiệu nó mới đúng. Rồi chưa? Bắt đầu ra giúp người ta hát giới thiệu mày. Nào thế hát bài gì thì nói đi để giới thiệu cho. Rồi đầu ấy. Táo thổ không phải dạng vừa đâu. Ông dọa tôi đấy à? Hả? Ông bảo ông không phải dạng vừa đất này. Tôi cũng không phải dạng vừa đâu nhá. Ông dọa tôi đúng không? Không phải dạng vừa đâu. Tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Thôi. Làm sao mà phải khung... từ đầu đến giờ thế nhá? Làm sao mà phải khung lên thế? Người ta chỉ nhờ giới thiệu tên bài hát thì cơ mà. Nhưng mà ông có nói tên bài hát đâu mà tôi giới thiệu. Là còn dọa. Dọa bây giờ mà dọa. Ông vừa bảo là ông không phải dạng vừa đâu. Tôi không phải dạng vừa đâu nhá. Không phải dạng vừa đâu là tên bài hát. Thế thì của ông tất. Ông đi mà giới thiệu. Khóc ở đấy khổ thần thế chứ. Ủa anh sao đấy? Anh sao đấy? Sao văn nghệ sĩ khổ thế? Sao ạ? À, anh có thể đánh được. Dạ không. Ai đánh?
Anh không, không ai đánh anh đâu. Vâng, thôi để tôi giới thiệu nhé. Và sau đây chúng ta sẽ đến với màn trình diễn của Táo Thổ với ca khúc mang tên Không Phải Giặc Vừa Đâu. Giặc vừa đâu, vừa đâu, nhà thổ không phải giặc vừa đâu, vừa đâu. Giặc vừa đâu, vừa đâu, nhà thổ không phải giặc vừa đâu, vừa đâu. Quan có nhiều đất thì sẽ có nhiều tiền phải không? True. Người có tiền chưa chắc đã có đất mà sống. Tree. Dưới hạ giới muốn biết tôi là ai? Táo nhà thổ, táo nhà thổ, táo nhà thổ, táo nhà thổ. Xung quanh đất đai trong tay tôi nắm đầy, mọi người bán hết vàng ta vàng tây. Ở trên trần gian không có đất thì tôi, muốn có đất thì ai cũng phải đến nình tôi. Có đất đai là có sức mạnh thế thôi, có đất đai là có tất cả thế thôi. Giặc vừa đâu, vừa đâu, nhà thổ không phải giặc vừa đâu, vừa đâu. Giặc vừa đâu, vừa đâu, nhà thổ không phải giặc vừa đâu, vừa đâu. Giặc vừa đâu. Yeah. Đề nghị tất cả các táo trật tự, chúng tôi đánh giá cao phần âm nhạc vừa rồi của Táo Thổ. Nhưng tôi cũng xin nhắc, toàn bộ cái phần giai điệu vừa rồi anh báo cáo đã lạc đề. Ôi thế hay nhỉ, năm nào cũng hát như thế, năm nay còn nhảy nữa, sôi động. Em tập khủng đấy. Nhưng mà sao lại bảo là lạc điệu, lạc đề thì quá. Này, nhưng năm nay thì lại khác rồi. Thừa cân béo phì là tình trạng tích lũy năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ trắng, ảnh hưởng đến vóc dáng và làm tăng nguy cơ các bệnh mãn tính. Lick với tinh chất thiên nhiên Bilanza và Mangestin sản xuất tại Mỹ giúp giảm tích tụ và tăng ni giải mỡ trắng, đặc biệt ở vùng eo, bụng, đùi. Lick giảm cân đẹp dáng, tự tin tỏa sáng. Lick bí quyết giảm cân giữ dáng. Tao. Dạ. Lại khác rồi. Không hiểu thế nào. Kinh khủng thay đổi. Tiếng gì vậy? Nẹp quá rõ. Dạ. Các táo đứng vào dậy. Ngồi chút thế này. Bước lên một bước. Rút kinh nghiệm phần báo cáo của Táo Thổ vừa rồi, năm nay Ngọc Hoàng sẽ thay đổi format buổi chầu. Hiện nay chúng ta có 5 táo Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Và các táo sẽ phải trả lời các câu hỏi của thiên đình. Và chúng ta bắt đầu đi tìm ai là trợ lý. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Ai là trợ lý. Và hôm nay chúng ta xin chào đón các ứng viên. Đầu tiên đó chính là Táo Thổ đến từ Ngô Thị Nhậm, Hà Nội. 11. Táo Mộc đến từ quê hương Bánh Phu Thê, Đồng Kỵ, Bắc Ninh. Thứ ba là một táo rất đặc biệt đến từ quê hương của Nem Chua, Cầu Tàu, Rẽ Phải. Hắn tên là Táo Thủy. Xin lỗi quý vị, Táo Thủy đến từ Thanh Hóa. Và tiếp theo đó chính là Táo Kim đến từ quê hương của kẹo Cu Đơ. Và cuối cùng cũng là một táo vô cùng đặc biệt, một táo đến từ Đồ Sơn, đó chính là quê hương của Chọi Châu, Hải Phòng. Vâng, như vậy là các ứng viên của chúng ta đều muốn trở thành trợ lý cho Ngọc Hoàng. Và bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra những câu hỏi cho các ứng viên. Ứng viên nào trả lời câu hỏi đúng và nhanh nhất sẽ được ngồi trên ghế nóng của chương trình. Sắp sửa đấy.
hỏi là sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa đấy. Cứ từ từ xem thế nào đã. Bây giờ sẽ là câu hỏi của chương trình dành cho các ứng viên. Hãy sắp xếp các từ thành câu. Hãy dịch câu tiếng Thái sau đây thành một câu tiếng Việt có nghĩa. Nà, tại sao lại tiếng Thái? Bởi vì các táo đều là những người tài năng cho nên câu hỏi cũng phải lạ một chút. Các táo lưu ý, tôi sẽ đọc một câu tiếng Thái không theo thứ tự và tôi chỉ đọc một lần duy nhất. Câu hỏi bắt đầu. Cửa nát cái nào mò hòn, khuyên 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 chả nó mò. Thế này khó mà ra cái ạ, xin ná tôi có nó mò, kẹt xưa, bà rò. Tôi biết rồi, câu này có nghĩa là con cò, con vạc, con nông. Ba con cùng béo vặt lông con bò. Sao lại con bò? Thì con bò đấy. Bò lại là con bò. Chứ không phải. Nó là này, con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng. Tiếng Thái dịch là bò, tức là đồng riềng ấy. Tôi đến là câu này nhá, nó là phải là thế này này. Nam Tào Bắc Đẩu Ngọc Hoàng. Chắc ba ông ấy nói quàng nói xiên. Không phải. Một liều ba bảy cũng liều, Bắc Đẩu bố láo lắm điều thối tai. Đấy mới là câu đúng. Chuẩn luôn. Nói cái gì đấy? Người ta dịch thôi. Đề nghị các táo trật tự. Còn táo Mộc, câu trả lời của anh là gì ạ? Xin hỏi Tám Mộc, câu trả lời của anh là gì? Câu này vô nghĩa, tôi không trả lời. Xin chúc mừng Tám Mộc đã đưa ra câu trả lời đúng. Hay thế nào? Vâng, đáp án của chương trình là câu này vô nghĩa, tôi không trả lời. Anh đã trả lời đúng ở 10 giây 34. Trời ơi, các cụ dạy không có sai, bạc già không bằng gà son. Cứ nói lon ta lon toàn lại chúng. Xin mời anh vào ghế nóng của chương trình. Hay quá, hệ thi đầu tiên đấy. Thưa quý vị và các bạn, người chơi ở vị trí đầu tiên trong chương trình hôm nay của chúng ta đó chính là Táo Mộc. Hôm nay anh đến đây, anh có đi cùng bạn bè thân thích nào không ạ? Sao anh lại móc máy tôi thế? Dạ, câu hỏi rất bình thường, sao anh lại bảo móc máy? Ý là anh bảo tôi đi cùng bạn bè thân thích, rồi anh tôi chỉ ai, thế là anh quay người ấy rồi anh phát lên sóng đúng không? Dạ vâng, format của chương trình như vậy ai cũng biết. Anh định lừa tôi phải không? Sao ạ? Anh gạt tôi gì? Đang trong lúc nhạy cảm như thế này, Ngọc Hoàng tuyển trợ lý, anh hỏi bạn bè thân thích, thế sau rồi anh quay lên, anh post lên sóng, rồi anh vu cho tôi là cái tội quan hệ bất chính, không đủ tư cách làm cán bộ thiên đình, thì tôi biết thừa, còn lâu anh mới lừa được tôi. Xin lỗi Tám Mộc ạ. Tôi chỉ hỏi là anh có... Có bồ bịch đi cùng không thì... Không, tôi chỉ hỏi là bạn bè thân thích, mà bạn bè thân thích với bồ bịch là khác nhau. Anh nhầm rồi. Ở dưới hạ giới kia kìa, sách từ điển cho học sinh ấy, người ta định nghĩa rõ ràng bồ bịch có nghĩa là bạn bè thân thích. Có chuyện đó ạ. Có chuyện đó chứ. Ôi dồi ôi, anh làm tôi sốc quá rồi đấy. Chả sao cả, anh có sốc hay ngã vật ra đây tôi cũng chẳng quan tâm. Tại vì sách in cho học sinh họ lấy tiền nhuận bút rồi, học sinh cũng đọc rồi, mà nói chung là mọi thứ người ta định nghĩa rõ ràng là bạn bè thân thích là bồ bịch, bồ bịch tức là bạn bè thân thích. Anh định quay bạn bè thân thích của tôi rồi vu cho tôi cái tội quan hệ bất chính, không có đâu nhá. Thôi thế thời gian làm luôn. Dạ vâng, sốt ruột quá. Xin lỗi anh. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là Táo Mộc đã tránh những câu hỏi mà Táo Mộc cho rằng nhạy cảm. Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là lúc tôi phải nói luật của chương trình. Vâng. Người chơi sẽ phải trả lời 15 câu hỏi với 3 mốc quan trọng. 5, 10 và 15. Với 4 sự trợ giúp là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, hỏi tổ tư vấn và hỏi ý kiến khán giả. Tôi đã nắm rất rõ. Vâng. Thưa quý vị, khi người chơi nói sẵn sàng, chúng ta bắt đầu. Này, tôi có nói sẵn sàng đâu. Ôi, thế anh vừa nói gì ạ? Tôi chỉ nói với anh là tôi đã nắm rất rõ. Thế bây giờ anh sẵn sàng chưa? À, bây giờ thì sẵn sàng rồi. Vâng. Thưa quý vị,
Khi người chơi nói sẵn sàng, chúng ta bắt đầu. Nghỉ giải lao trong ít phút. Này! Ta chơi đâu? Chơi luôn đi. Chơi luôn. Vâng, xin lỗi, thì chúng ta lại chơi tiếp. Cái chuyện này nó đơn giản này, giống như ở dưới hạ giới thỉnh thoảng người ta đưa ra một vài cái quy định. Nhưng gặp sự phản đối của người dân thì người ta lại rút lại quy định bình thường. Đúng không mọi người, thấy không? Bình thường. Chơi luôn đi. Chơi luôn. Vâng, xin lỗi, thì chúng ta lại chơi tiếp. Cái chuyện này nó đơn giản này, giống như ở dưới hạ giới thỉnh thoảng người ta đưa ra một vài cái quy định. Nhưng gặp sự phản đối của người dân thì người ta lại rút lại quy định bình thường. Đúng không mọi người, thấy không? Bình thường. Thưa quý vị, khi người chơi nói sẵn sàng, chúng ta bắt đầu đi tìm ai là trợ lý. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi đưa ra cho ứng viên là: đường cong mềm mại chỉ gì? A. Bắt đầu. B. Bọ ngựa. C. Cột đèn. Và D. Con đường mới làm. Xin mời anh. Mời anh trả lời. Tôi đang phân vân. Anh phân vân giữa phương án nào ạ? Tôi đang phân vân giữa đáp án A và đáp án C. Tức là bắt đầu và cột đèn. Vâng. Thực ra cái cột đèn thì nó không thể có cong đấy. Có cong không ạ? Có cong để cái chỗ lắp bóng là cong đấy. Nhưng mà nó lại không mềm mại. Mà lại hỏi cong mềm mại. Cái này khó quá nhỉ. Nếu khó thì anh có thể sử dụng sự trợ giúp. Sự trợ giúp à? Vừa mới câu đầu đã xin trợ giúp rồi sao hèn thế? Vâng, cảm ơn anh Hỏa. Chả sao cả, tôi hèn quen rồi. Anh cứ cho tôi xin sự trợ giúp là bán thân. Tức là 50-50 đấy. Vâng. Xin mời máy tính bỏ đi hai phương án sai. Vâng, đó là A và C. Đúng hai phương án anh đang băn khoăn. Vâng, thế mới lạ. Bây giờ chỉ còn hai phương án, đó là B, bọ ngựa, và D, con đường mới làm. Bọ ngựa và con đường mới làm. Con bọ ngựa là dáng thế này. Bọ ngựa rất có thể là cong. Rất có thể là cong. Ồ, mà mềm mại đấy chứ. Rất có thể là con bọ ngựa. Thế còn con đường thì sao? Con đường thì làm sao mà cong chứ. Các cụ dạy rồi, ra đường là cong ăn cong, thẳng ăn thẳng. Cũng có thể là đường cong thì người ta mới nói thế. Anh ơi, anh hãy cho hỏi cái là cái con đường của anh là nó ở nông thôn hay nó ở thành phố? À vâng, chúng tôi xin cung cấp một vài dữ kiện. Vâng vâng. Đây là một đoạn đường dài khoảng 2 km ở thành phố và nối liền hai ngã tư. À, ở thành phố mà lại nối liền hai ngã tư. Nếu mà người ta làm đường cong ý, thường là chỉ ở đường ở nông thôn thôi. Còn ở thành phố thì đất chật người đông, làm sao người ta có thể làm cong được. Người ta phải làm thẳng thì mới tiết kiệm chi phí của người làm đường. Và cũng tiết kiệm chi phí đi lại của người dân. Bởi vậy cho nên người ta sẽ phải tính những đoạn đường ngắn nhất và thẳng nhất. Chờ nha. Nếu như mà đoạn đường ấy nó cong thì chắc chắn cái người làm cái đoạn đường ấy cong phải có động cơ ghê gớm lắm. Vậy cho nên là... Đáp án anh đưa ra là gì ạ? Như vậy là bằng những suy luận rất là logic của tôi, vâng, bằng kiến thức của tôi, bằng sự gợi ý của anh, tôi có thể đưa ra đáp án ngay bây giờ. Xin mời anh. Cho tôi dừng cuộc chơi tại đây. Dừng. Hiệp đi. Câu đầu đúng không? Không. Trá mất cái gì. Anh thông cảm quả. Và là trên này căng thẳng quá, đâm ra đưa đến quyết định nó không đúng. Như vậy là con bọ ngựa là cũng có thể là cong. Con đường cũng có thể là cong. Đáp án của anh đưa ra là gì ạ? Có thôi. Gì ạ? Đáp án cuối cùng của tôi là con đường mới làm. Người chơi đã đưa ra câu trả lời. Chúng ta cùng chờ xem kết quả. Đó chính là D, con đường mới làm. Xin chúc mừng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng xin đưa ra một vài thông tin về đáp án này. Đáp án con đường mới làm, đây là nói về một con đường, chính xác hơn là một đoạn đường mới làm dưới hạ giới, nối liền hai ngã tư. Và theo yêu cầu của một số cơ quan thì con đường đã bị bẻ cong đi. Khi người dân thắc mắc và có hỏi thì cán bộ có trả lời rằng phải làm con đường như vậy
để có được đường cong mềm mại. Vâng, đó chính là đáp án của chúng ta. Dạ. Người chơi đã trả lời đúng ở câu thứ nhất. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Xin mời Ngọc Hoàng ạ. Vượt đèn đỏ chỉ dành cho A. xe buýt, B. xe cứu thương, C. người ít học, D. người ngực lép. Xin mời anh ạ. Bạn có trả lời được câu hỏi này không ạ? Anh từ từ, tôi còn đang phân vân. Anh phân vân giữa phương án nào? Tôi phân vân cả bốn phương án. Cụ thể là thế nào? Tức là giống như kiểu mình đứng ở giữa ngã tư ấy. Tôi thấy rất nhiều người và phương tiện vượt đèn đỏ. Chỉ có điều là nhìn vào mặt, thậm chí nhìn vào người thì cũng không thể nào biết được ai là người ít học và ai là người ngực lép. Thế còn xe buýt và xe cứu thương? Xe cứu thương thì nói thật sự là kể cả có bật đèn đỏ hú còi nhưng cũng không thể nào mà đi được, bởi vì đường ở dưới hạ giới quá đông. Còn xe buýt thì tôi đã nhìn thấy có những xe cũng dừng trước đèn đỏ, nhưng cũng có những xe buýt vượt đèn đỏ. Và thậm chí là có những cái xe buýt là tạt người đi đường, bắn từ dưới đường lên vỉa hè là chuyện bình thường. Vậy đáp án anh đưa ra là gì? Thật là khó. Đáp án này đúng là quả thật là khó. Nếu khó thì... Vâng, thôi cho tôi xin sự trợ giúp tư vấn tại chỗ đi. Vâng, tư vấn tại chỗ. Vâng. Vâng, người chơi muốn sự trợ giúp của tổ tư vấn. Tổ tư vấn có sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Vâng, xin mời tổ tư vấn ạ. Vâng, tôi là Táo Hỏa đến từ Hải Phòng. Tôi tư vấn cho Táo Mộc là đáp án A, xe buýt. Tôi là Táo Thủy đến từ quê hương Nem Chua, Thanh Hóa. Tôi tư vấn cho Táo Mộc là phương án B, xe cứu thương. Tôi, Táo Kim đến từ quê hương Kẹo Cu Đơ. Tôi xin tư vấn cho anh Mộc đáp án là đáp án D, tức là người ngực lép. Tôi cũng xin tư vấn cho anh Mộc phương án C, người ít học. Như vậy là có 25% chọn phương án A, 25% chọn phương án B, 25% chọn phương án C và phương án D cũng là 25%. Xin mời anh đưa ra câu trả lời. Trước hết thì cho phép tôi xin cảm ơn các táo đã trợ giúp cho tôi trong câu hỏi vừa rồi. Nhưng mà trợ giúp kiểu đẻo thế thì không nên trợ giúp làm gì. Trợ giúp là cái kiểu lại ba phải. Thế người ta có bốn đáp án thì bốn ông bà chọn bốn đáp án khác nhau, thế thì biết nghe ai. Trợ giúp thế này thì phí cả sự trợ giúp. Xin mời anh, bây giờ quyền trả lời là của anh ạ. Vâng, anh cứ từ từ. Bây giờ tôi lại có phương châm sống kiểu khác rồi. Là mình phải tự thương lấy mình thôi. Dạ. Chả bố con thằng nào nó thương mình cả. Phải tự cứu lấy mình thôi. Nguy hiểm quá. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng. Trong lúc mà đứng ở ngã tư ấy thì phải nói thật sự là thần có nhìn thấy rất nhiều người vượt đèn đỏ. Chỉ có điều là thần không biết đâu là cái người ngực... À, này, anh Tảo ơi. Hình như lần trước ở dưới hạ giới có một cái đề xuất là cấm người ngực lép tham gia giao thông. Vâng, tôi cũng nghe quy định này. Ừ, người ngực lép. Mà câu hỏi này lại liên quan đến giao thông. Giao thông, ngực lép. Chứng tỏ là cái người đưa ra cái đề xuất ngực lép này là người ta quan tâm rất nhiều đến vấn đề lép ngực. Vâng, đáp án anh đưa ra là gì ạ? C, người ít học. Vừa rồi anh phân tích có thể nói là kỹ càng. Vâng. Về vấn đề người ngực lép. Vâng. Vậy mà khi trả lời anh lại đưa ra đáp án là người ít học. Thế là thế nào? Trước khi đưa ra đáp án thì tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Vâng. 2 tháng trước đây tôi có tham gia giao thông ở dưới hạ giới. Tôi có nhìn thấy một cái băng rôn căng ở ngã tư ghi là vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học. Tôi nghĩ là họ đã căng cái băng rôn kẻ cái biển hiệu như thế ở dưới cột đèn giao thông thì chắc chắn phải là chuẩn, chắc chắn phải là chính xác rồi, làm sao mà sai được. Cho nên lúc đầu tôi định nghĩ là người ngực lép rồi, nhưng cuối cùng tôi chắc chắn phải là người ít học. Vâng, đấy là đáp án cuối cùng của anh ạ. Vâng, đáp án của tôi là C, người ít học. Người chơi đã đưa ra câu trả lời. Chúng ta cùng chờ xem kết quả.
là B, xe cứu thương. Tôi cũng xin đưa ra một vài thông tin như thế này. Luật giao thông đường bộ giới hạn giới có quy định là tất cả các phương tiện tham gia giao thông đều phải dừng lại khi gặp đèn đỏ, trừ một vài phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt, và trong đó có xe cứu thương. Vâng, xin chia buồn với anh. Không phải chia. Cẩn thận đấy nhá. Tự tin vào chính mình. Nghe gợi ý theo kiểu định hướng này là đi bằng vành hết. Và bây giờ các ứng viên còn lại sẽ phải trả lời câu hỏi của chương trình. Ai trả lời đúng nhất và nhanh nhất sẽ đứng vào vị trí nóng của chương trình Ai là trợ lý. Câu hỏi của chúng tôi đưa ra là: Ngọc Hoàng tên là gì? Bao nhiêu năm lên đây chầu cùng với Ngọc Hoàng thì mỗi năm gặp có một lần, biết làm sao là Ngọc Hoàng tên thật là gì? Ngọc Hoàng thì tên là Ngọc Hoàng chứ còn tên là gì? Xin chúc mừng Táo Thủy đã đưa ra đáp án đúng. Vâng, xin chúc mừng. Đáp án chính xác của chương trình là Ngọc Hoàng, tên là Ngọc Hoàng và đó chính là Ngọc Hoàng. Anh ơi. Và chúng ta bắt đầu chương trình Ai là trợ lý. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi đưa ra là: khi nghỉ chế độ, các táo quân xử lý nhà công vụ đang ở như thế nào? A. Chiếm luôn. B. Không trả và xin hóa giá. C. Cho người thân ở nhờ. Và D. Trả lại thiên địch. Câu này tôi thấy nó không phải là dễ đâu, mà nó trả lời theo cái kiểu như là tùy thuộc ý nghĩ của mỗi người đấy. Được chưa? Nhưng mà theo ý nghĩ của tôi ấy, tôi cống hiến rồi, cả đời cống hiến rồi, bây giờ nghỉ chế độ thì cũng phải hóa giá cái nhà này chứ, đúng không? Bởi vì cái nhà này nó không phải là cái giá trị. Cái giá trị vật chất người ta không tính là chuẩn xác. Là bởi vì sao? Nó là cái yếu tố tinh thần. Nó cũng giống như là bộ quần áo anh em mình đang mặc, giống như cái ghế anh em mình đang ngồi. Nếu như nó có sờn vai, nó có mục, nó có cũ một chút, nhưng mà nó gắn bó với mình bao nhiêu lâu, cả một quãng thời gian dài, đúng không? Cho nên người ta bảo là khi ta ở, ghế chỉ là nơi ta ngồi. Khi ta đi, nhà bỗng hóa tâm hồn. Tâm hồn hay không tâm hồn tôi không quan tâm. Cái chính là cả một đời khói lửa mới chiếm được cái nhà. Mình không ở cho người thân mình ở, việc quay phải giả. Sao? Câu trả lời cuối cùng của chị là gì ạ? Dạ, báo cáo anh ạ. Riêng câu này thì em không cần sự trợ giúp ạ. Em xin trả lời luôn ạ. Vâng, mời chị. Khi các táo được bổ nhiệm thì được phép thuê nhà công vụ của thiên đình, nhưng khi về hưu hay thuyên chuyển công tác thì phải trả lại nhà công vụ cho thiên đình. Điều 2 khoản 4 mục nhà công vụ hết. Đây, mời chị. Như vậy câu trả lời cuối cùng của chị là gì? Là D, trả lại nhà công vụ cho thiên đình. Sao đây? Thôi. Điểm. Sao lại là nhà? Sao thế? Đi thi thì phải trả lời như thế để lấy điểm. Còn trả hay không đấy là việc của mình. Xin mời chị trả lời theo đúng format của chương trình. Đáp án cuối cùng chị đưa ra là D. Vâng, người chơi đã đưa ra câu trả lời. Chúng ta cùng chờ xem kết quả. Phương án D, trả lại nhà cho thiên đình. Ôi trời ơi, mình trôn nể mình quá. Câu hỏi tiếp theo của chị: cần bao nhiêu tiền cho đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông? A. 34.000 lượng. B. 7.000 lượng. C. 700 lượng. Và D. 400 lượng. Anh ơi, em không có khái niệm về con số mấy đâu anh ạ. Còn những sự tư vấn khác? Dạ vâng ạ. Thế thì anh cho em luôn sự trợ giúp gọi điện cho người thân được không anh? Chị định gọi điện cho ai ạ? Em gọi điện cho anh Phan Lang anh ạ. Anh Phan Lang là... Là anh họ của em ạ. Anh hiện nay đang làm trong ngành giáo dục. Anh còn kiêm thêm cả nghề bốc thuốc nam.
cho nên mọi người cứ gọi anh là Lan, nhưng thật ra tên của anh là Phan. À, tức là anh Phan. Vâng. Là bốc thuốc là Lan. Vâng ạ. À, mời chị đứng đây. Vâng, chúng tôi sẽ xin được kết nối với anh Phan Lan ạ. Alo, tôi nghe. À, dạ vâng, xin chào anh Phan Lan ạ. Chúng tôi gọi điện cho anh từ chương trình Ai là trợ lý ạ. À, chị Đậu phải không? Úi dồi ôi, sao hôm nay giọng ồm ồm mà nghe men lì thế? Quỷ sứ, bị viêm họng hạt nó thế đấy. Chị Thủy đang là người chơi của chương trình. À, chị Thủy muốn sự trợ giúp của anh có sẵn sàng giúp đỡ không ạ? Vâng, tôi sẵn sàng. Như vậy thì hai người sẽ có 30 giây vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Anh Phan Lan ơi, để đổi mới đề án sách giáo khoa thì cần bao nhiêu tiền ạ? 34.000 lượng, 7.000 lượng, 700 lượng hay là 400 lượng ạ? Anh ơi, còn 29 giây ạ. Yên tâm, giáo dục là lĩnh vực của anh mà. À mà câu hỏi nào nhỉ? Đọc lại đi. Dạ, để đổi mới đề án sách giáo khoa phổ thông thì cần 34.000 lượng, 7.000 lượng, 700 lượng hay là 400 lượng ạ? Sách giáo khoa là sách luyện toán. Em nói to lên một chút, nhanh. Dạ, sách giáo khoa phổ thông, anh ơi còn có 24 giây thôi ạ. Đừng giục, anh đang nghĩ đây. À mà cái đáp án cuối cùng của em nó là bao nhiêu? 600 hay là 400? Dạ đáp án cuối cùng là 400 lượng ạ. À. Anh ơi chỉ còn 17 giây thôi ạ. Anh đang đi công tác nước ngoài. Sao giọng em khó nghe thế nhở? Nói to lên. Anh đang vào mạng xuất thông tin cho em đây. Anh ơi chỉ còn có 6 giây thôi anh ạ. À rồi. Google là mấy chữ em ơi? Google là 2. Như vậy là anh Phan Lan, anh họ của chị đang đi công tác nước ngoài, không thể chỉ đạo cho chị được một con số cụ thể. Chị phải tự xoay sở lấy thôi ạ. Dạ. Câu trả lời cuối cùng của chị là gì ạ? Dạ, câu trả lời cuối cùng của em là 34.000 lượng, xong rồi 7.000 lượng. Ừ. Thế tụt xuống 700 lượng, 400 lượng. 400 lượng nhỉ? Không. 400 làm sao được? Mà người ta đưa ra cái giá lúc đầu khủng như thế mà cuối cùng 400 thì quá là không bằng đủ tiền để lót tay nhau. Thôi, cứ chọn bừa một phương án đi. 700. 700 à? Ừ. Anh ơi, em có phương án rồi anh ạ. Phương án cuối cùng của chị đưa ra là gì? Phương án cuối cùng của em đưa ra là 700 lượng ạ. Chị chắc chắn? Dạ em chắc chắn luôn ạ. Người chơi đã đưa ra câu trả lời, chúng ta cùng chờ xem kết quả. Đó chính là D, 400 lượng. Khổ quá, nhắc như thế là phải tự hiểu ra. Người ta nhấn vào cái yếu tố 400 ấy, chống lẽ này, bây giờ nhắc nhau thẳng thừng thế này thì nó phô quá. Người ta nhấn vào 400 thì phải biết đấy là người ta gợi ý đấy. Thưa quý vị và tất cả các bạn, như vậy Táo Thủy đã không trả lời đúng. Và xin mời Táo Thủy về chỗ. Xin mời các ứng viên còn lại đứng lên ạ. Vẫn tiếp tục à? Bây giờ là lúc chương trình sẽ đưa ra những câu hỏi và các ứng viên sẽ trả lời. Ai trả lời đúng nhất và nhanh nhất sẽ đứng vào vị trí nóng của chương trình. Câu hỏi chúng tôi đưa ra là: bà hàng xóm nhà bác Đẩu tên là gì? Câu này thế nào? Sao mà biết được nhỉ? Sao biết được? Đống hàng xóm biết thế nào được? Ôi dồi ôi anh ơi, không biết đội nó bẫy đấy, nó lừa đấy. Tốt nhất là không chơi nhá. Tốt nhất là im lặng, không trả lời. Đề nghị các táo trật tự, chúng tôi sẽ hỏi lại. Bà hàng xóm nhà bắt đầu tên là gì? Táo Hỏa, anh có câu trả lời không? No. Xin chúc mừng Táo Hỏa đã đưa ra câu trả lời đúng. Bà hàng xóm nhà bắt đầu tên là Lê Hồng Nâu. Úi trời. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Tôi đã bảo rồi. Đã bảo không chơi rồi. Không tham gia, không trả lời rồi. Ê, nó lừa mình quả ngọt thế. Nó cho ngay quả Lê Hồng Nâu bẫy mình. Đau thế cái gì này. Này. Dạ. Khôn ngoan cũng không lại được mấy giời đâu. Ôi đi. Mời anh vào vị trí. Thôi cố gắng đi. Số nhỏ thế. Câu hỏi của chúng tôi đưa ra là: 1 kg cao su sau khi cho thêm một số phụ gia hóa chất thì chế biến được 10 kg mực khô. Vậy dùng
10 kg cao su để chế biến mực khô bán cho người tiêu dùng thì bà bán hàng bao nhiêu tuổi? A 100 tuổi, B 90 tuổi, C 45 tuổi và D 70 tuổi. Xin mời anh. Chết thôi. Câu hỏi cái kiểu gì đấy? Tại sao câu hỏi là 10 kg cao su phải đáng nhẽ phải là chế biến được bao nhiêu kg mực khô, đằng này lại hỏi là bà bán hàng bao nhiêu tuổi thì ai trả lời được? Xin mời anh có đáp án không? Thôi được rồi, tôi sẽ xin trả lời. Đáp án cuối cùng của tôi là chết sớm. Xin lỗi anh, tại sao lại đáp án này là chết sớm ạ? Bởi vì nếu người tiêu dùng mà ăn phải những thực phẩm độc hại thì chết sớm. Còn nếu bà bán hàng tham tiền mà bán cái đồ độc hại cho người dân dùng mà bị bắt tử hình cũng chết sớm. Vâng, rất được. Vâng, lập luận rất chắc chắn. Tôi cũng xin thưa với Táo Hỏa, với câu hỏi này chúng tôi đưa ra thì rất dễ khiến cho mọi người liên tưởng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm dưới hạ giới. Một vấn đề đang trở nên vô cùng nhức nhối đối với mọi người. Đã có nhiều người bất chấp thủ đoạn để đưa ra những sản phẩm độc hại bán cho người tiêu dùng. Trong khi đó người tiêu dùng cũng không có cách nào khác là phải sử dụng những cái sản phẩm đó, rất ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu không muốn nói đến là ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người tiêu dùng. Đó cũng chỉ là cái lớp nghĩa phía trên thôi. Anh lưu ý, đây là dạng câu hỏi mà dưới hạ giới thường xuyên đặt cho học sinh lớp 3. Anh vừa nói câu gì? Dạ, đây là dạng câu hỏi mà dưới hạ giới thường đặt cho học sinh lớp 3. Đấy nhá, ý anh muốn bảo tôi là chưa tốt nghiệp lớp 3 chứ gì? Hả? Đã thế nhá, tôi bỏ chơi, tôi không thèm chơi cái trò chơi này của ông nữa. Ê, hả? Dìm hàng nhau à? Táo Hỏa cứ bình tĩnh, mời anh đứng vào vị trí nhé. Mời anh đứng vào đây. Tôi không chơi nữa. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Dạ. Thần xin phép, thần không chơi trò chơi này nữa. Bởi vì thần từ trước tới nay chỉ làm những cái việc mà thực tế, chứ không giỏi về cái vấn đề suy luận. Thần không chơi nữa. Táo mà không chịu rời thì rời chịu táo vậy. Ừ. Ta sẽ thay đổi và ta giao cho ngươi một phần thi, nó rất thực tế, thiết thực với cuộc sống đấy, để xem ngươi giải quyết như thế nào. Nam Tào. Dạ. Ta giao cho ngươi phụ trách phần thi này. Thừa cân béo phì là tình trạng tích lũy năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ trắng, ảnh hưởng đến vóc dáng và làm tăng nguy cơ các bệnh mãn tính. Lick với tinh chất thiên nhiên Bilonza và Mangestin sản xuất tại Mỹ giúp giảm tích tụ và tăng ni giải mỡ trắng, đặc biệt ở vùng eo, bụng, đùi. Lick giảm cân đẹp dáng tự tin tỏa sáng. Lick bí quyết giảm cân giữ dáng. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với chương trình Thank God Apple Here, ơn rời táo đây rồi. Thưa quý vị và tất cả các bạn, khi đến với chương trình Thank God Apple Here, ơn rời táo đây rồi, thì các khách mời của chúng ta sẽ phải mở những cánh cửa và gặp gỡ những trưởng phòng. Và khi gặp các trưởng phòng thì họ sẽ phải vượt qua những khó khăn do chính trưởng phòng đưa ra. Táo Hỏa, anh đã sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng. Vâng. Xin mời anh cùng với bắt đầu vào trong hậu trường để chuẩn bị cho cánh cửa của mình. Xin mời. Xin chào anh. Tôi thấy bước chân có vẻ rất tự tin đúng không ạ? Vâng. Vâng, tâm trạng của anh bây giờ thế nào? Bây giờ thì tôi thấy hồi hộp. Anh mặc bộ quần áo này không còn là táo nữa thì anh nghĩ mình sẽ hóa thân vào vai gì? Tôi sẽ là người dân thường. Người dân thường. Vâng. Vâng, tôi sẽ phải gửi anh đây gọi là đạo cụ của chương trình. À vâng. Anh cứ cầm và lúc nào cần thiết thì anh có thể sử dụng nó. Một bộ hồ sơ đúng không? Vâng. Vâng. Với rất nhiều những thứ đi kèm ạ. Vâng. Vâng, xin lỗi anh. Chúc anh may mắn. Rồi, bây giờ không nói trước để tôi vào gần lại gọi ra. Đừng gọi ra lần nữa, tôi đi thật này. Dạ vâng. Đi thật đấy nhá. Vâng vâng, xin mời anh. Không được gọi lại đâu đấy nhá. Vớ vẩn, dọa cái thế này. Xin mời anh. Xin mời.
Ơn rồi, dân đây rồi. Dạ, vâng. Chào chị. Anh bước vô cái phòng này, anh quá quắc, quá đáng, anh không có tôn trọng tôi, đúng không? Tôi quá đáng gì nữa. Vậy nắm cửa phòng là sao? Vào bất cứ một cái chỗ nào thì người cửa... Ở đây ai có quyền? À, vâng. Chị là người có quyền. Cái nắm cửa phòng là sao? Không, nhưng mà ở cái cửa này thì nếu mà nó đóng ngay ban đầu thì mình khi vào xong mình lại phải đóng trả lại. Ở đây ai có quyền? Có nghĩa là cái cửa phải sao? Mở ra rồi. Dạ, mở ra. Tôi nói thiệt với anh, dân vô đây ai cũng cãi được hết trơn. Tôi không hiểu sao phải nghe lời tụi tôi. Tại sao cả một cái phòng mở mới lạnh như vậy mà anh mở cửa là sao? Không thể nào tôi chấp nhận được, tôi nói thiệt với anh. Đó là bao tổn hại tiền bạc của nhà nước. Anh thấy sao? Anh thấy anh bậy không? Vừa bảo là tại sao đóng cửa vào? Ở đây ai có quyền? À, được rồi, chị có quyền. Ừ. Lại đóng vào. Được chưa? Một nam một nữ. Anh là người không có nhan sắc, tôi là người có nhan sắc. Anh đóng cửa là anh có ý đồ gì? Anh có ý định gì? Anh đóng cửa lại là sao? Vừa bảo anh đóng cửa là ý định gì? Không chả có ý định gì cả. Tại sao đóng cửa lại? Người ta đánh giá tôi làm sao? Tôi đẹp mà. Mà anh vô đây anh đóng cửa lại, một nam một nữ trong phòng này làm gì? Thế giờ là đóng cửa cũng không cho đóng, bây giờ mở cửa không cho mở thì ý chị thế nào? Tại sao anh không hé hé? Đây, hé hé được chưa? Chết. Anh vừa làm gì vậy? Dạ? Anh mới làm hành động gì đó? Tôi mở hé hé. Ai mượn anh? Ai sai khiến anh? Anh tới đây anh là dân, tôi phải phục vụ anh. Tôi mời anh ngồi. Anh ngồi xuống đi. Cái chuyện đóng cửa để tôi. Ừ, thế ông nói ngay từ đầu đi. Dạ chào anh. Vâng, em chào chị. Mời anh trình bày. Thưa chị, tôi mới ở ngoài Bắc vào đây. Ông em mất đi để lại cho em một cái lô đất. Thế bây giờ em muốn là chị chứng nhận vào cái đây là ông em đã từng sống ở đây. Dạ. Ông của anh là sống ở đây, là à. Sài Gòn. Dạ. Dạ. Còn hộ khẩu ở đâu? Dạ, thì hộ khẩu thì vẫn ở ngoài Bắc. À, bây giờ anh bay ra ngoài Bắc. Anh lấy cái tờ giấy cam kết, anh vô đây rồi tôi nói chuyện với anh. Nha. Chị ơi, giờ nãy đi ra Bắc gì, mất bao thời gian chị chiếu cố cho cái. Bây giờ ra Bắc thì đi em cho. Thế bây giờ ông anh đâu? Lên thiên đường rồi. Đừng có đùa giỡn. Ở đây chỉ có ra Hà Nội vô Sài Gòn, không có vụ mà lên thiên đường nha. Không có cái trò chơi nào lên thiên đường hết nha. Tức là ngồi trên bàn thờ ấy, rồi ấy, mà nấp sau nải chuối ấy, ngắm gà hỏa thân rồi đấy. Chết thì nói chết. Một ngày tôi tiếp cả ngàn dân. Một người, hai người với anh thôi là thấy nhức đầu. Chết thì nói chết cái gì đâu. Ủa mà nãy giờ tôi vô đây tôi cũng hơi bực bội. Anh vô đây cơ quan nhà nước, ít nhất anh phải tôn trọng tôi, đúng không? Anh phải quan tâm tôi chứ. Anh vô đây anh nói phần của anh không, anh giải thích cái phần của anh không, trong khi anh không hề biết tôi làm sao, không hề quan tâm, không hề nhìn tôi một cái nữa. Có chứ. Quan tâm người tiếp dân. Chị thì chiều cao cũng hơi khiêm tốn. Ừ. Bây giờ ý anh sao? Anh ra Hà Nội và vô đây, khi nào anh có thẻ vàng của máy bay tôi mới cấp giấy cho anh tin không? Mới tôn trọng người khác chứ. Rồi. Đúng không? Nói chung với anh là nãy giờ á, anh trình bày với tôi đây đủ chưa? Dạ đủ ạ. Tôi không có giải quyết được đâu, để tôi kêu sếp tôi ra. Ủa? Nhưng hóa ra không phải là chị à? Tôi là người nhận hồ sơ. Cô Trịnh. Cô Trịnh. Dạ. Tại sao tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, cô không thể nào mà tiếp người dân như vậy hả? Cô có thái độ quan quyền như vậy là sao? Cô làm gì tôi rất là bực mình, hiểu chưa? Tôi dạy cô làm sao hả? Yêu dân như con, xót dân như máu hả? Người ta nói yêu xe như con mà xót xăng như máu mà. Thì tiệm xăng nó đưa tiền cho tôi giết cô đó mà. Ồ. Cô biết gì mà cô vẫn làm như vậy? Dạ xin lỗi sếp. Cô biết cô làm gì tôi rất là đau lòng không? Dạ. Tôi làm thì tôi mất mặt cho mọi người, hiểu chưa? Dạ. Tôi làm tôi không tâm. Dạ, vậy sư, thôi xin lỗi sư. Chưa. Dạ. Tôi thay mặt của toàn thể nhân viên hành chính thành thật xin lỗi. Dạ. Thôi, anh. Thôi anh đừng, không phải cúi thế đâu. Anh.
Anh ơi. Ủa sếp, sếp. Sếp làm gì ạ? Lau giày. Ôi dồi ôi. Lau giày mà tôi tưởng ông cúi ông xin lỗi. Mời anh ngồi. Dạ. Dạ mời sếp ngồi. Còn nước đó làm cái gì nữa? Dạ. Vô trong lấy nước. Dạ. Ừ. Dạ mời anh uống trà đá. Vâng. Chị à, em đến đây em xin việc chứ em đến đây massage đâu. Dạ, em xin lỗi sếp, tại mỗi lần sếp bị họp hay làm vậy em xin lỗi sếp. À, xin tự giới thiệu. Dạ. Tôi tên là Trần Quỳnh Hoành Thánh, hành chánh thiên ngang tung hoành bá đạo, kiêu ngạo oai phong, văn phòng bất lực, nghe bực cả mình. Dạ, dạ mời anh nhắc lại tên sếp em để mình làm hồ sơ anh ơi. Anh giới thiệu dài thế bắt người ta nhớ. À, 2 giờ đến 4 giờ là giờ hành chánh đó nha. Biết rồi, nhưng mà đang nhớ thế nào. À, hành chánh hiên ngang tung hoành bá đạo. À, sếp hôm nay bỏ qua lần đừng xé hồ sơ nha. Đúng. Và trân trọng giới thiệu với anh, sếp tôi tên Hành. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Anh giới thiệu dài thế bắt người ta nhớ. À em tên Chánh mà tại em chảnh quá cho nên là người ta kêu em chảnh vậy thôi chứ thật ra em tên là Chánh, trình bày ra. Vâng, thưa anh, thưa chị, mà ông nội em ra đi thì để lại cho em một cái lô đất. Bây giờ đề nghị các anh chứng thực cho. Hiểu rồi, anh nói vòng vòng hồi nãy giờ tôi quan trọng là tôi biết cái miếng đất của anh nằm ở đâu rồi tôi ký cho anh cái giấy á. Miếng đất nằm đâu? Miếng đất thì nó nằm. À thí dụ ở đây. À, đây là cái miếng đất. Vâng. À, sếp có thấy miếng đất không sếp? Không có thấy gì hết. Tôi cũng không thấy nữa. Thôi. Ví dụ như anh có cái cụ thể anh để lên để cho người ta biết đây đâu là cái miếng đất, hiểu không? À được rồi. Ví dụ đây. Đây là miếng đất nha. À, đúng không? Đây. Dạ. À, cái miếng đất của anh bộ là một nơi hoang dã hay sao? Dạ không có giá trị gì hết sếp ơi. Cái đất không có giá trị. Cái đất này thường để giải tỏa làm giấy chi cho cực vậy nha. Cái đất này nó không có giá trị. Thế là như nào? Dạ, cái đất anh không có giá trị làm giấy làm gì cho mệt tôi mới không? Cực lắm. À, được rồi. Được, giá trị đi. Dạ. Chép nghiên cứu hồ sơ đi. Đây được chưa? Mảnh đất đấy. Cô coi lại coi. Trời ơi, cái miếng đất này nó nặng nề mà nó có giá trị quá sếp ơi. Cái miếng đất này phải cấp giấy liền. Dạ, nhưng mà cái miếng đất này em thấy nó hơi sai sai. Tại vì không có miếng đất nào mà sống nơi hoang dã này làm như sống trên cù lao hay sống trên đảo. À vậy có một miếng đất thôi, xung quanh không có ai hết trơn sếp ơi. Cái này chỗ này là cấm nè, cấm xây nè, không có nên mà xây không như vậy được. Cái này không có hàng xóm thì xung quanh không có hàng xóm sếp ơi. Rất là vô lý. Đây đây, hàng xóm đây. Dạ. Hàng xóm xung quanh đây. Wow, có hàng xóm sếp. Dạ, có hàng xóm. Dạ. Dạ, có hàng xóm. Ủa còn đây đây, hàng xóm, tao hàng xóm đâu? Chỗ này là đường đi. Dạ quên. Hàng xóm. Dạ hàng xóm. À, ủa, hàng xóm anh mua đất mà chưa có xây nhà. Trời ơi, vậy hàng xóm này đâu có giá trị đâu anh ơi. Để làm gì, dẹp dẹp dẹp. Đất anh không có cấp được đâu. Này là anh xây bộ trên đảo hay sao? Rồi. Không? À, giờ sắp hết rồi nha. Còn có 5 phút nữa thôi đó. Thật quan trọng. Đây. Dạ sao ạ? Đây. Gì? Hàng xóm này. Dạ. Hàng xóm này. Ừ. Dạ. Đó. Rồi. Trời ơi, hàng xóm này toàn là nhà biệt thự không sếp ơi. Khu đất này tốt sếp. Tốt lắm, tốt lắm. 4 cái miếng đất này là mình thấy được. Dạ, hàng xóm tốt. Coi như là hàng xóm ta ký giấy cam kết để tường là tường chung, tường riêng hết rồi. Dạ. Tốt lắm. À, sếp nên về nghiên cứu cái miếng đất này thấy được. Tôi về tôi nghiên cứu. À, còn một cái vấn đề. Dạ, sao anh muốn nói gì? Cái gì? Cái miếng đất. Hả? Tôi vừa ví dụ để đấy thôi. À không, tôi đã nói rồi, tôi đem về tôi nghiên cứu từ từ nha. Anh muốn cấp giấy không? Có. Thì cái đó để cho người ta nghiên cứu ha. Bây giờ cái vấn đề đất là xong rồi, tạm xong thôi. Dạ. Nhưng mà tại sao anh có miếng đất này? Đúng rồi. Thì đã bảo rồi đấy, trình bày ngay từ đầu là ông nội để lại đấy. À, ông nội anh đâu? Ông nội thì là nấp sau nải chuối mà. À, ông chết rồi đó. Dạ. Ê, thương ông quá. Ông đi xa quá, ông đi xa con quá. Từng ánh mắt tiếng nói của ông giờ này ông nơi đâu? Chắc ông cũng sẽ sớm trở lại thôi.
chắc âm cũng sẽ sớm quay về thôi. Cầm vòng hoa trong tay, nước mắt rơi. Còn nhớ ông. Thôi anh chị ơi, tôi, anh chị ơi, giải quyết cho nhanh cái. Được rồi, tôi biết mà. Yên tâm đi, bây giờ nói nghe nè. Cái miếng đất là của ai? Của ông nội để lại nhá. Vậy là đầu di chúc đúng không? Đúng rồi. Còn cái tờ giấy di chúc đâu? Tôi giấy di chúc tôi để ngoài Bắc, tôi có biết nó mang về đây đâu mà. Bay ra ngoài Bắc lấy về đây mới biết, chứ đâu biết đồ của ai cho. Bây giờ anh phải có cái gì ví dụ đó là cái di chúc thì tôi mới. Rồi được rồi, biết rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Đây, ví dụ nhá. Đây là cái tờ giấy di chúc đây. Cái bên này là cái bao đựng di chúc đúng không? Đúng rồi. Dạ thưa, dạ không, ông nội không có viết di chúc. Đây đây đây. Ông nội chỉ đưa cái bao thôi. Vậy làm sao mà giải quyết được? Đây đây. Ông nội không có đưa gì hết. Cái gì? Anh mới cầm cái tờ gì vậy? Chữ nhỏ vậy sao người có tuổi người ta đọc được? Phải cái chữ lớn nha. Cái chữ này bỏ đi, không ai đọc được đâu. Đây được chưa? Đây chữ lớn nè. Di chúc mà có một trang à sếp ơi. Dạ. Di chúc dạ. Là thường thường phải 5-6 trang. Dạ. Hiểu có chưa? Người là người ta viết đến 10 trang, 20 trang, nhiều khi ta tâm sự cuộc đời người ta nữa. Đúng rồi. Di chúc mà một trang không có ai dám viết di chúc một trang đâu anh nha. Không có ai chấp nhận. Thế bao nhiêu trang ạ? Ít nhất là phải 6 trang. 5 trang được chưa? Không, không được cô. Ủa vậy cái trang nhỏ anh để lại làm gì? Anh để vô đây luôn đi, cái chữ nhỏ tôi về tôi lấy kiến nghiệm vi tôi đọc. Bỏ vô đây. Cái này tí đi xe ôm vậy. Xe ôm nào mà 4 tờ, 1 tờ thôi. Rồi. Nói chung mà sếp ơi. Cái này là cái bao đựng cái di chúc. Đúng. Ở trong đây thì di chúc thì nó nhiều tới, quá. Nhiều quá cho nên sếp không có nên đọc ở đây, mất thời gian của dân. Dạ, thời gian là vàng bạc. Đề nghị sếp, yêu cầu sếp cầm cái này về nhà nghiên cứu luôn. Rồi. Xong rồi, yên tâm đi nha. Yên tâm. Dạ. À, bây giờ tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với anh. Dạ. Đó là anh tới đây làm gì? Xin đất đi đây, xin giấy tờ xác nhận đi đây. Xác nhận gì? Ôi trời ơi, nhanh lên, khổ quá rồi. Mất thời gian quá rồi, bây giờ nhanh tôi còn ra sân bay thế này. Anh gấp chứ tụi tôi đâu có gì đâu, gấp 4 giờ tụi tôi phải về đón con nữa nè. Nha, anh giờ... Tôi nói tóm lại là có cái hồ sơ không? Hả? Không, bình tĩnh đi. Cậu tới đây làm gì? Có ký không? Tôi sẽ ký. Nhưng mà anh tới đây làm gì? Điên lắm rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mày mà còn nói nữa tao đánh vỡ mặt mày ra. Mày hành hạ dân thế à? Xin cảm ơn. Như vậy là chúng ta đã thấy táo hỏa. Thôi tôi đã vào đây rồi thì anh cứ thoải mái lên ạ. Trước hết là tôi rất muốn táo hỏa cầm cái món quà này gửi cho hai trưởng phòng của chúng ta. Anh gửi ạ. Vâng ạ. Tặng đi. Vâng ạ, anh gửi. Tôi không giữ ông tặng đi. Nhìn cái mặt rồi ghét. anh cứ gửi đi. Không tặng đi. Vâng, chúng tôi Thiên Đình có món quà gửi tặng anh Chí Tài và nghệ sĩ Việt Hương. Phải nói là lâu lắm rồi mới có nghệ sĩ lên Thiên Đình để tham gia những chương trình như thế này. Đầu xuân năm mới xin chúc hai nghệ sĩ là luôn mạnh khỏe, bình an, thành công và hạnh phúc. Vâng, quà Thiên Đình thì đây rồi. Yeah, cảm ơn. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, cái phần thi của Táo Hỏa thế nào ạ? Vừa rồi chúng ta được chứng kiến một phần thi hết sức thú vị. Dạ. Tình huống có vui đấy, cười đấy, nhưng lại làm cho chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, thưa toàn thể các táo, và vừa rồi thần vào vai một người dân đi xin thủ tục hành chính, bị các cán bộ phường hành cho tới nơi tới chốn. Bây giờ thần mới hiểu thế nào là nỗi khổ của người dân. Thần xin hứa, thời gian làm việc còn lại của thần, thần sẽ phục vụ Thiên Đình hết mình, thần sẽ phục vụ nhân dân hết mình. Thần xin hết lời tại đây. Các táo ạ, thông qua buổi chầu, ta muốn chọn một người trợ lý để thay ta giám sát các công việc của các táo ở dưới hạ giới. Nhưng ta thấy người xứng đáng hơn ai hết
lại chính là người dân. Tất cả chúng ta đang vì nhân dân mà phụng sự. Những gì hợp lòng dân thì ta làm, trái với lòng dân ta không làm. Có một điều hiển nhiên và quan trọng mà ai cũng biết, đó là ý dân là ý trời. Các táo có đồng ý với ta không? Dạ, Ngọc Hoàng anh minh. Năm vừa qua là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với thiên đình ta. Nhưng chúng ta đã vượt qua được. Sang năm mới, ta mong các táo khi đêm về sẽ được mỉm cười trong giấc ngủ, vì nghĩ rằng mình đã xây thêm được một cây cầu để cho người dân đi lại được thuận tiện. Mình đã xây thêm được một ngôi trường mới để cho con em chúng ta được học hành và sáng ra thức dậy. Ta mong các táo phải luôn tự hỏi mình rằng sẽ phải làm gì đây để cho người dân đỡ khổ. Phải bớt đi được những thủ tục rườm rà để làm phiền hà cho người dân. Phải thêm được nhiều những chính sách phù hợp và hợp lý với người dân. Phải kiên quyết đẩy lùi những tệ nạn tiêu cực, tệ nạn tham nhũng. Nếu các táo làm được như vậy, ta tin chắc rằng người dân sẽ tin, sẽ yêu và ủng hộ chúng ta. Chúng ta không sợ bất cứ một kẻ thù nào, chỉ sợ mất lòng dân. Bởi vì lòng dân là quốc bảo để xây dựng thiên đình ta trở nên vững mạnh. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lòng tôi như đang dâng, muốn hát lên lời ca bao yêu thương. Xin cảm ơn người dân luôn bên tôi, cùng nhau xây đắp bao điều. Vì dân ta quên thân, có nhân dân là ta luôn yên tâm. Mỗi khi ta gặp quý dân bên ta, là ta sẽ thấy vững lòng. Phải dân mà nguy, phải luôn sát bên bà con, có dân còn mãi hát lên lời hát. Xin cảm ơn người dân, ta sẽ luôn gần dân nhớ mãi. Xuân sang ta mong sao các ta quyết tâm thi đua bên nhau, ra sức đắp xây với bao thành công, để luôn giúp cho người dân. Không nên lo gian lao, không nên quan tâm thân sẽ ra sao, mà hãy quyết tâm đắp xây thành công, để minh chứng cho tình yêu các ta. Xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Ngày vui ta đến thăm Hà Nội.
gió chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa. Ba sáu phố phường năm cửa ô cổ kinh, về đất quan họ hát mừng ngày hội linh. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Chùa Tam Thanh câu hát quan họ bao đời nay vẫn sống, dòng máu tiên dòng thắm lòng tình người Thăng Long. Dù đi đâu đến phương trời nào cũng chẳng đẹp hơn nước non Việt Nam. Dòng máu tiên dòng thắm lòng tình người Thăng Long. Dù đi đâu đến phương trời nào cũng chẳng đẹp hơn nước non Việt Nam. Dù đi đâu đến phương trời nào cũng chẳng đẹp hơn. Quý vị và các bạn, buổi chầu của các táo đã vừa khép lại với bao tâm trạng, bao mong chờ, hy vọng. Và ngoài kia, xuân đã đến rồi, khoảnh khắc thiêng liêng giao hòa đã thật gần. Chúng ta hãy gác lại tất cả để đón một mùa xuân trọn vẹn. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới bình an, may mắn. Xin chào năm mới 2015! Nick chúc mừng năm mới. Nick hân hạnh đồng hành cùng chương trình.